Hồi 131, lũ man mọi đột kích quần hùng, tiếp theo, bọn ngô lập thân không sao được phải đưa binh khí ra nghinh địch. Sau khi chiến đấu mấy hợp, bọn ngô lập thân đều lấy làm kinh dị. Nguyên bảy man mọi ngày võ nghệ rất tinh thâm, khi giới phát ra những chiêu số hợp trường pháp gồm cả công lẫn thủ, chứ không phải đánh loạn xa ngông. Hai bên đấu thêm mấy chiêu nữa, cả Vi Tiểu Bảo và A Kha cũng nhận ra được võ công của bọn man tử rất đúng quy củ ngô lập thân vừa chiến đấu vừa hô lớn các anh em phải thận trọng bọn man tử này đã học qua võ công của người hán chúng ta vậy chúng ta chớ có khinh địch tên thủ lãnh bọn man tử la lên bọn hán nhân giết người cách nào man tử chúng ta đều biết hết chúng ta không sợ người hán ô lý ô lố a ba tư lý bọn man tử đã đông người mà võ công lại rất tinh thâm quần hùng ở mộc vương phủ lấy một trọi ba hoặc bốn chỉ trong khoảnh khắc đã lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Ngô lập thân múa đao đấu với tên thủ lãnh cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào. Lão càng đánh lâu càng sợ hãi, bỗng nghe hai tiếng, úi trao hai tên đệ tử của lão bị thương té nhào. Sau một lúc nữa, Ngao Biêu cũng bị cây liệp hổ xoa đâm trúng đùi, phải ngồi phệt xuống. Ba tên man mọi liền nhảy sổ lại bắt hắn, chẳng mấy chốc mười bọn người ở Mộc Vương Phủ đều bị đánh ngã. Trịnh khắc sàng bị thương khắp mình. Gã chỉ cục cửa một chút là lại bị bọn man tử đè chặt. Bọn man tử cũng đem theo gân bò để cột mọi người lại. Tên thủ lĩnh nhảy lên nhảy xuống nói một hồi bằng tiếng man mỏi. Ngô lập thân chẳng hiểu gì cả la thầm, ngút rồi, nguy đến nơi rồi. Lão muốn chạy trốn cho thoát thân nhưng lại nhớ tới vi tiểu bảo cùng quần đệ tử. Đành hết sức phấn đấu, chỉ mong kiềm chế được tên thủ lĩnh đặng bức bách hắn bãi chiến tha người đột nhiên tên thủ lãnh vung đao chém xuống đầu lão, lão sơ đao lên gạt đánh, choang, một tiếng. Bỗng lão cảm thấy cánh tay ngâm ngầm đau và tê chồn lão lại phát giác phía sau có ngọn côn quét tới, lão vội nhảy lên né tránh. Tên thủ lãnh liền xoay đơn đao kề vào cổ lão hô lớn, người Hán thua rồi, người man không có thua, vì tiểu bảo lẩm bẩm tên man mọi rốt quá, không biết nói mình thắng mà lại bảo là không thua. Ngô lập thân buông tiếng thở dài, liệng đao xuống để đối phương trói lại. Bọn man tử đều cầm đuốc dơ lên đi soi khắp mọi chỗ để tìm kiếm. Vì tiểu bảo thấy cho mình ẩn thân không thể giấu kín được, gã đành dắt A Kha chạy ra ngoài. Miệng gã hô lớn, man tử là người tốt. Hai chúng ta, đều là, man tử, ô lý ô lố, A ba tư lý. Tên thủ lãnh vươn tay ra nắm lấy sau gáy A Kha còn ba tên khác xông vào ôm vi tiểu bảo vi tiểu bảo chưa nói hết câu liền dừng lại tên thủ lãnh bọn man tử đột nhiên lộ vẻ kinh dị giang hai tay ra để ôm lấy gã hô lên hi hô a bá kỳ lý ôn đăng hắn ôm gã vào lòng chạy ra ngoài tứ đường Vì tiểu bảo cả kinh quay lại dặn a kha nương tử ơi bọn man tử này sắp giết ta nàng ngờ quá vậy đừng đi cải giá nữa gã chưa dứt lời đã bị bồng ra khỏi cửa lớn tên thủ lãnh man tử chỉ nhô lên hụp xuống hai cây đã vọt ra xa ngoài mươi trường. Hắn đặt vì tiểu bảo xuống hỏi, Quế công công, tại sao công công cũng ở trong này? Giọng nói hiển nhiên tỏ ra vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ. Vì tiểu bảo vừa mừng vừa sợ hỏi lại, ngươi, ngươi là man tử sao lại biết ta? Người kia cười đáp, tiểu nhân là dương giật chi ở Tây Vương Phủ đây mà. Quế công công không nhận ra ư, vì tiểu bảo nổi lên một chàng cười ha hả gã toàn đáp thì dương giật chi đã dắt tay gã nói tiếp chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đừng để mọi người nghe rõ hai người lại chạy ra thêm hai chục trượng mới dừng bước dương giật chi nói tiểu nhân gặp quế công công ở đây nỗi mừng biết lấy chi cân vì tiểu bảo đã có chủ ý gã đáp lần trước bọn người ở mộc vương phủ hãm hại bình tây vương may nhờ đức hoàng thượng anh minh khám phá ra gian mưu của bọn chúng Dương giật chi vội ngắt lời, đó là nhờ công công nghĩa khí ngất trời xanh, tàu bầy trước đức hoàng thượng mới sửa được nỗi oan khuất cho bình Tây Vương. Vương gia của bọn tiểu nhân cảm kích công công không biết thế nào mà kể. Lão nhân gia thường nhắc tới công công và mong mỏi có dịp thân hành tạ ơn công công. Vì tiểu bảo đác tại hạ không dám mong vương gia tạ ơn, chỉ cần vương gia biết là đủ. Tại hạ ở bên mình hoàng thương nếu gặp chuyện gì nhỏ nhặt, nhất định hết sức đỡ đần vương gia gã dừng lại một chút rồi tiếp. Lần này Đức Hoàng Thương được tin có một bọn phản tặc đến phủ Hà Gian hội họp để mưu hại Bình Tây Vương. Tại hạ liền mạnh dạn tới đây xem sao. Dương giật chi cả mừng nói, Hoàng thượng biết trước thì gian kế của bọn phản tặc không thể xính cường được. Bọn tiểu nhân nghe tin này liền trà trộn vào cuộc đại hội cho má của con mẹ nó thì thấy nói bọn chúng mỗi tỉnh đề ra một minh chủ để làm hại vương gia. Tiểu nhân chẳng dám giấu gì quế công công là trong lòng ai nấy đều hồi hộp vì đau thương dễ tránh nhưng ám tiến khó nỗi đề phòng hắn ngừng lại một chút rồi tiếc nếu bọn phản tặc lớn mật dám lần tới vân nam động thù thì chẳng phải tiểu nhân khoe khoang lỗ miệng chúng kéo đến một ngàn bọn tiểu nhân giết cả ngàn chúng kéo đến một vạn bọn tiểu nhân giết cả một vạn bọn tiểu nhân có sợ là sợ những quân cầu tặc làm càn làm bậy dù vu oan giá hỏa cho vương gia như ngày trước đó là mối hậu hoạn rất ghê gớm vì tiểu bảo vỗ ngực nói xin dương đại ca bẩm lại với vương gia bất tất phải quan tâm phen này tiểu đệ trở về kinh sư sẽ đem cuộc đại hội cho mã của bọn chúng tâu này trước hoàng thượng một cách rất tường tận bọn chúng đối nghịch với bình tây vương tức là đối nghịch với hoàng thượng bọn chúng càng căm hận bình tây vương bao nhiêu thì bình tây vương càng tỏ được tất giả trung thành bấy nhiêu một khi Đức Hoàng thượng vui lòng rồi thì đừng nói Bình Tây Vương gia công trạng bao trùm thiên hạ mà cả đến Dương Đại ca cũng được ban thường trọng hầu, thăm quan phái tài là chuyện dĩ nhiên không còn nghi ngờ gì nữa. Dương giật chi hoan hỉ đáp những cái đó hoàn toàn trông cậy ở lực lượng của Quế Công Công Chu Toàn cho. Tiểu nhân không mong mỏi gì đến chuyện thăm quan phát tài. Tiền phụ ngày trước đã chịu ơn lớn của Vương gia, nên tiểu nhân hết sức bảo vệ Vương gia Đặng Chu Toàn. Rồi hắn hỏi, thế ra công công đã đến đây để thám thính những âm mưu của bọn cầu tặc trong mục gia hay sao? Vì tiểu bảo vỗ đùi đáp dương đại ca, chẳng những đại ca võ công cao cường mà còn đoán việc như thần khiến tiểu đệ phục sát đất. Tiểu đệ cùng sư tỷ cải trang đến đây để thám thính xem bọn chúng giờ cho gì, không ngờ bị bọn chúng phát giác. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp tiểu đệ liền nói nhăng nói càn một hồi, may mà bọn chúng tin là sự thực chúng liền bức bách tiểu đệ cùng sư tỷ phải làm lễ bái đường thành thân ngay tức khắc. Ha ha, cái đó kêu bằng đổi họa thành phúc. Dương giật chi bụng bảo giả, gã đã là thái giám thì còn lấy vợ thế nào được? À phải rồi, gã cùng vị tiểu cô nương kia giả trang là một đôi bạn tình để lừa gạt bọn chúng. Hắn liền cười nói, thằng cha giao đầu sư tử ngô lập thân tuy bản lãnh cao cường nhưng chỉ là một đứa thất phu, hữu dụng vô mưu. Vì tiểu bào hỏi, phải chăng các vị trá hình man tử là để bắt sống bọn chúng? Nhưng Dương Giật Chi cười đáp giữa bọn Mộc Gia và Bình Tây Vương Phủ vốn có thủ sâu tựa bề. Lần trước bọn tiểu đệ bị chúng chơi một vố đau mà chưa trả oán được. Lần này gặp bọn chúng ở trong cuộc đại hội cho má, tiểu nhân đã tính kỹ rồi nếu mình gây sự ngay ở trực lệ thì e rằng Đức Hoàng thượng biết tin sẽ của trách vương gia cho là bọn thủ hạ ở Bình Tây Vương Phủ đến sinh sự giết người ở ngay vùng phụ cận đất Kinh Sư. Vì tiểu bảo chỉ ngón tay cái lên nói, mưu kế của Dương Đại ca thật là cao minh, các vị cải trang làm bầy man mỏi, ô lý ô lố, a ba tư lý, thì có giết cả nhà họ mộc, người ngoài cũng chỉ cho là hành động tạo phản của bọn man mỏi, chẳng ai đem lòng ngờ vực Bình Tây Vương. Dương giật chi cười đáp, chính thế. Có điều bọn tiểu nhân hóa trang thành lũ người cổ quái thế này là làm trò cười cho quế công công. Vì tiểu bảo nói, sao lại bảo là trò cười. Chín tiểu đệ lấy làm thích thú. Tiểu đệ cũng muốn cởi bỏ y phục. Vẽ mặt xanh đỏ đi theo các vị mà la hết, mà nhảy nhót. Dương giật chi cười đáp nếu công công cũng thích thú thì cứ việc cải trang như bọn tiểu nhân. Vì tiểu bảo thở dài đáp lần này thì không được rồi. Cô vợ của tiểu đệ mà thấy tiểu đệ biến thành quái trạng tất nàng phải nổi nóng. Dương giật chi cười hỏi, công công lấy vị phu nhân đó thật chăng? Thế ra không phải bọn cầu tặc kia bức bác công công làm như vậy ư? Vì tiểu bảo không trả lời vào câu hỏi, gã nói, Dương đại ca, tiểu đệ cảm thấy ý hợp tâm đầu với đại ca. Nếu đại ca có lòng quyến luyến thì chúng ta kết nghĩa kim lan theo tình huynh đệ. Ca ca bất tất kêu tiểu đệ bằng công công và tự xưng là tiểu nhân nữa. Cách xưng hồ đó nghe chẳng lọt tay chút nào dương giật chi thấy gã đề nghị như vậy trong lòng rất khoan khoái một là bình tây vương đang có nhiều chuyện cần đến gã được thế này thì bao nhiêu việc lớn có thể trông cậy vào gã bênh vực cho ở trước mặt hoàng đế hai là gã tính tình khẳng khái hào hiệp mà được kết bạn thì còn gì hay bằng dương giật chi nhớ lại ngày ở phủ khang thân vương vì tiểu bào đã tỏ ra rất lịch sự với hắn liền đáp đó là một điều mà tiểu nhân mong còn không được tiểu nhân e mình thấp hèn không dám với lên cao vì tiểu bảo nói, cái gì mà cao với thấp, chúng ta thử so người coi, đại ca cao hay là tiểu đệ cao. Dương giật chi nổi lên chàng cười ha hả ra chiều rất sung sướng. Hai người liền quỳ xuống lại tám lại và xưng hô nhay bằng huynh đệ. Dương giật chi nói, quế huynh đệ, từ nay chúng ta tình thân như ruột thịt, có điều trước mặt người khác, tiểu huynh vẫn phải hô huynh đệ là công công để họ khỏi sinh lòng ngờ vực. Vì tiểu bảo đáp dĩ nhiên là thế rồi gã hỏi, Dương đại ca, đại ca định bắt những người ở Mộc Vương Phủ rồi làm gì? Dương giật chi đã, tiểu huynh đem bọn chúng về Vân Nam tra khảo cho ra âm mưu hãm hại Bình Tây Vương, bắt chúng làm tờ cung chiêu rồi giải đến kinh để Hoàng thượng biết rõ tất giả trung trinh của Vương gia. Có thế thì việc huynh đệ trước kia đã hết sức bảo tấu cho Vương gia càng tỏ ra không lầm lẫn. Vì tiểu bảo gật đầu nói, hay lắm, hay lắm, nhưng đại ca liệu giao đầu lão hồ có chịu cung sưng không? Dương giật chi đã, lão là giao đầu sư tử ngô lập thân, một nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ. Nghe nói tinh khí lão rất quật cường, chắc lão không chịu thú nhận. Tiểu huynh cũng trọng lão là một trang hán tử, không muốn làm khó dễ với lão. Nhưng trong bọn tất có kẻ không chịu nổi cực hình mà phải xưng ra hết. Vì tiểu bảo nói, phải rồi, kế đó hay lắm, dương giật chi cho là gã nói câu này để lấy lòng, liền nói, quế huynh đệ, chúng ta nào phải người ngoài nếu huynh đệ thấy có chỗ nào không ổn thì cứ nói thẳng cho tiểu huynh nghe được chăng vì tiểu bảo đáp tiểu đệ chẳng thấy có điều chi không ổn rồi gã nói nghe nói trong mộc gia có tên phản tặc là mộc kiếm thanh ngoài ra còn ngạch bối ô long liễu gì đó là người thế nào dương giật chi đáp thiết bối thương long liễu đại hồng lão là sư phụ của mộc kiếm thanh vì tiểu bảo khen phải rồi đại ca nhớ hay quá hoàng thượng đã dặn phải tra xét tông tích hai người này đại ca đã bắt được họ chưa? Dương giật chi đã, Mộc kiếm thanh cũng đến phủ hà gian. Bọn tiểu huynh ngấm ngầm theo dõi cho tới hiến huyện thì mất hút. Không hiểu hắn ẩn lánh nơi đâu. Vì tiểu bảo nói, vụ này hơi khó đây. Vừa rồi tiểu đệ nói nhăng một hồi đã gạt được giao đầu tử làm cho lão biến thành, điểm đầu sư tử, con sư tử gật đầu. Lão bảo sẽ dẫn hiền đệ đến ra mắt tiểu vương gia của lão gã dừng lại một chút rồi tiếp tiểu đệ muốn dò la cho biết bọn họ có âm mưu gì đối phó với bình tây vương để về kinh diện tấu thánh thường nhưng nay đại ca đã nắm vững vụ này có thể tra khảo cho biết rõ âm mưu của chúng thật là hay quá tiểu đệ bất tất phải mạo hiểm nữa dương giật chi bụng bảo giả mình đã khảo mấy tên chẳng quan trọng gì cho lắm bọn chúng chưa chắc biết rõ nội tình dù cho chúng có biết đi nữa thì những quân cầu tặc ở mộc gia số đông toàn là hạng bướng bình quật cường chưa chắc đã chịu nói hết hơn nữa để bình tây vương tự mình biện bạch đâu có hiệu lực bằng chính người của hoàng thượng phái đi điều tra trở về tấu đối giả tỷ bọn mình lờ đi như không biết gì để người anh em tự ý tố cáo hoàng thượng thì đối với vương gia càng có lợi hơn dương giật chi nắm chặt tay vi tiểu bảo nói vì huynh đệ biện pháp của huynh đệ rất cao minh tiểu huynh nhất thiết nghe theo bây giờ chúng ta làm cách nào buông tha bọn cầu tặc ở mộc gia để chúng khỏi sinh lòng ngờ vực vì tiểu bảo đác vụ này xin dương đại ca lo dùng cho dương giật chi trầm ngâm một chút rồi nói tiểu huynh tưởng ta nên làm thế này bây giờ huynh đệ trốn về nhà từ đường giả vờ đánh liều mạc để giải cứu lệnh sư tỷ tiểu huynh rượt theo vào ngay hai ta đánh nhau loạn xà ngầu một lúc và nói toàn tiếng man kế đó tiểu huynh bị huynh đệ thuyết phục kính cần thi lễ từ biệt bỏ đi như vậy thì không để lộ vết tích chi hết vì tiểu bảo vừa cười vừa ca tụng diệu kế chân rượu kế mưu cao thâm mưu cao quế công công lào thông man ngữ tiểu đệ từng được nghe thầy đồ kể lại về đời đường minh hoàng có vị tiên sinh họ lý gì đó học vấn rất uyên bác tiên sinh uống rượu say rồi viết một bài văn hăm dạo bọn man từ khiến chúng sợ hãi đến té đai vãi phân dương giật chi cười đáp vụ đó kêu bằng lý trích tiên túy đả hách man thư Lý Thái Bạch tiên sinh say khướt rồi viết bài văn khủng bố bọn man di. Vì tiểu bảo vỗ tay reo, phải rồi, phải rồi, ngày mai Quế Công Công túy giảng hách man thoại. Quế Công Công say khướt nói tiếng man khiến bọn chúng phải bờ vít thì cũng vậy. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp Dương Đại Ca, chúng ta phải đóng kịch cho thật hay. Đại ca giả vờ cũng quyền đám chân đá mà đừng đả thương tiểu đệ. À phải rồi, tiểu đệ trong mình đã mặc bảo y hộ thân đao kiếm đâm không thùng. Đại ca cứ việc chém tiểu đệ mấy đao, nhưng đừng vận nội lực làm chấn động lục phù ngũ tạng là tiểu đệ không sao hết. Dương giật chi đát huynh đệ đã có tấm bảo y chân quý như vậy là hay quá rồi. Vì tiểu bảo lại được một phen khoác lác, gã nói vì Đức Hoàng thượng phái tiểu đệ đi điều tra bọn phản tặc xem chúng dùng âm mưu gì để nổi loạn. Ngài sợ bọn chúng phát giác mà giết chết tiểu đệ nên đặc biệt ra ơn cởi bảo y ban cho tiểu đệ tấm áo này của hồng mao ở Tây Dương đem tiến cống. Muốn cho cẩn thận, đại ca hãy đâm thử mấy nhát coi. Dương giật chi rút đao khẽ vách vào tay gã, quả nhiên mũi đao sắc nhọn chỉ cơ rách lần áo ngoài, chứ không xuyên thủng được áo trong. Hắn lại gia tăng kinh lực vào cánh tay nhẹ nhàng chém xuống bả vai gã mà gã vẫn chẳng tổn thương chi hết. Vì tiểu bảo lại nói, đại ca ơi, trong đó còn tên tiểu tử họ trịnh lâm Lê quyến rũ vợ của tiểu đệ tiểu đệ cứ nhìn thấy mặt gã là ghét cay ghét đắng. Hay hơn hết là đại ca bảo anh em bắt gã đem đi cho khuất mắt. Dương giật chi đã tiểu huynh phóng trường đập chết gã đi là xong. Vì tiểu bảo nói không được, không đánh chết gã được. Đức Hoàng thượng còn cần đến gã để dùng vào một đại sự về sau. Xin đại ca bắt gã đem đi rồi sai người canh giữ. Nhưng đừng làm khó dễ mà cũng không vặn hỏi gã điều chi. Sau bảy, tám năm tiểu đệ đến lấy gã ra, đại ca sai người đưa gã tới bắc kinh dương giật chi đã được rồi tiểu huynh sẽ theo lời huynh đệ làm cho ổn thỏa đột nhiên hắn cất cao giọng hô ô lố hy đô ái lý bà la khư lầu khư lầu rồi vừa cười vừa khẽ nói từ nãy tới giờ chúng mình bàn chuyện e rằng bọn chúng sinh dạ hoài nghi chúng ta hãy nói tiếng man đi vì tiểu bảo liền sổ một chàng man thoại dương giật chi cười ha hả tán dương, huynh đệ nói tiếng man thoại còn lưu loát hơn tiểu huynh nhiều. Vì tiểu bảo cười đáp, cái đó đã hẳn, ngày trước tiểu đệ lạc tới phiên bang, công chúa nước phiên muốn kén tiểu đệ làm phò mã, nên tiểu đệ nói tiếng man quen rồi. Dương giật chi nổi lên chàng cười ha ha. vì tiểu bảo lại nói, đại ca, tiểu đệ có việc nan giải, nhờ đại ca giúp cho. Dương giật chi vỗ ngực khẳng khái đáp, huynh đệ có việc chi dù đại ca phải hy sinh tính mạng cũng quyết làm cho huynh đệ thỏa mãn. Huynh đệ cứ nói thẳng ra đi, chẳng việc gì là tiểu huynh không làm theo. Vì tiểu bảo thở dài nói, đa tạ đại ca, việc này nói ra không phải là khó, nhưng cũng chẳng dễ dàng. Dương giật chi dục huynh đệ hãy nói đi, tiểu huynh bản tính dùm cho. Nếu tiểu huynh không làm nổi thì xin vương ra điều động mấy vạn binh mã, và cho mấy vạn lạng bạc để làm cho nên việc vì tiểu bảo mỉm cười đáp thiên binh vạn mã hay non vàng núi bạc e rằng cũng vô dụng nguyên tiểu đệ cùng sư tỷ đã bị bức bách phải làm lễ bái đường thành thân đó là chuyện bất đắc dĩ chứ thực tình sư tỷ chẳng vui lòng chút nào hay hơn hết là đại ca tìm ra một biện pháp giúp tiểu đệ vụ này cho thành ván đã đóng thuyền gạo đã thổi cơm dương giật chi không nhịn được phải phì cưới hắn nghĩ thầm trong bụng mình cứ tưởng chuyện gì to tát té ra lại là một việc đối phó với tiểu cô nương nhưng ngưng là một tên thái giám sao lại lấy vợ được phải rồi ta nghe nói về triều đình nhà minh thái giám thường lấy mấy vợ chắc người anh em đây cũng muốn giở trò dỡn cợt cho đỡ buồn hắn nghĩ tới đây nhớ đến vi tiểu bảo phải tĩnh thân từ thừa nhỏ và cảm thấy tội nghiệp cho gã dương giật chi nắm tay bạn khuyên nhủ vì huynh đệ con người ở đời chẳng mấy ai việc gì cũng toại nguyện tự cổ trí kim những bậc đại anh hùng, đại hào kiệt, thân hình có chỗ khiêm khuyết rất nhiều. Huỳnh đệ chẳng nên phiền lòng, chúng ta vào đi, vì tiểu bảo đáp hay lắm, miệng gã bi bô một chàng man thoải, chân gã chạy lẹ vào từ đường. Dương giật chi cầm đao rượt theo cũng lý lố nói toàn tiếng man. Vào đến nhà đại sành, dương giật chi túm được vi tiểu bảo rồi mỗi người nói một câu, ô lý ô lố, a ba tư lý. Hai người vừa nói vừa trỏ vào ngô lập thân, rồi lại trỏ A-Kha. Bọn ngô lập thân ngơ ngác nhìn nhau, mà trong lòng đều nảy ra mối hy vọng thoái nạn. Quần hào nghĩ bụng, mày ra gã hiểu tiếng man thuyết phục được bọn chúng thua binh rút lui thì hay quá. Dương giật chi cầm đao dơ lên nhằm chém xuống đỉnh đầu A-Kha, miệng nói, cái này đàn bà, không tốt, giết chết đi. Vì tiểu bảo hô, vợ ta đó, đừng có giết. Dương giật chi hỏi, vợ ngươi, giết ư? Vì tiểu bảo gật đầu luôn mấy cái đáp phải, vợ ta, đừng giết, đừng giết. Dương giật chi làm mặt giận quát vợ ngươi không giết, ta giết ngươi. Vì tiểu bảo đáp được lắm, không giết vợ ta, giết ta đây. Dương giật chi vung đao chém vào ngực vi tiểu bảo, nhát đao này giết lên vù vù, kinh lực rất mãnh liệt. Nhưng lưỡi đao vừa chạm tới người vi tiểu bảo, dương giật chi lập tức thu kinh lực về. Cổ tay hắn rung lên một cái thành đào vang ngược trở lại, dương giật chi giả bộ giật mình kinh hãi, hắn nhảy vọt lên chém liền ba đao làm rách vạt áo vi tiểu bảo ba vệt dài. Rồi hắn lớn tiếng hô, ngươi là Bồ Tát, giết không chết ư, vi tiểu bảo gật đầu đáp, phải rồi, ta là Bồ Tát, giết không chết được. Dương giật chi giơ ngón tay cái lên nói, không phải Bồ Tát, đại anh hùng, là đại anh hùng. Hắn trỏ vào bọn ngô lập thân nói, người Hán đây, giết đi. Vì tiểu bảo xua tay đáp bạn hữu của ta đó. Đừng giết, dương giật chi gật đầu, nhìn A Kha hỏi, ngươi, vợ đó, A Kha thấy hắn tay cầm cương đao sáng loáng không dám phủ nhận. Dương giật chi chém lẻ xuống một nhát, làm cho bàn thờ đứt làm hai mảnh rồi quát hỏi, chồng ngươi, phải không? Hắn vừa hỏi vừa trỏ vào vi tiểu bảo, A Kha không làm sao được khẽ đáp, chồng, ta đó, dương giật chi nổi lên chàng cười hô hố nhắc bồng A Kha đưa đến trước mặt Vi Tiểu Bảo nói, vợ ngươi đây, ôm mi, Vi Tiểu Bảo hai tay ôm chặt lấy A Kha nói, vợ ta, ta ôm rồi, Dương Giật Chi lại trò vào trịnh khắc sảng hỏi, còn ngươi phải không, Vi Tiểu Bảo lắc đầu đáp, không phải, Dương Giật Chi nói mấy câu tiếng man rồi chụp lấy trịnh khắc sảng sách đem đi. Miệng hắn không ngớt hô hoán liên thanh, bọn thủ hạ của Dương Giật Chi rầm rộ kéo đi, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên một hồi. A Kha vừa bớt kinh hãi, cảm thấy vì tiểu bảo vẫn ôm chằng chằng lấy mình liền giúp buông ta ra, vì tiểu bảo đáp vợ ta, ta ôm, A Kha vừa tức vừa thẹn cựa mạnh một cái thoát khỏi cánh tay gã. Vì tiểu bảo lượm thanh cơm đao ở dưới đất chặt đứt dây trói cho bọn ngô lập thân. Ngô lập thân nói, bọn man mọi đó võ công rất ghê gớm, may nhờ tiểu huynh đệ biết nói tiếng man lại luyện thành công phu kinh trung cháo, thiết bố sam, đao thương chém không vào nên bọn lão phu mới được giải cứu. Vì tiểu bảo đáp bọn man tử này tuy võ công cao cường, nhưng đầu óc rốt nát. Tại hạ nói nhăng một hồi mà bọn chúng đều tin là thật. A à Kha nói, trịnh công tử bị trung bắt đem đi, sao ngươi không cứu y? Cô dâu giả đột nhiên lớn tiếng la, chồng ta không thấy đâu rồi. Chồng ta đi đâu? Ngô lập thân chắp tay hỏi, xin tiểu anh hùng cho biết cao tính đại danh. Vì tiểu bảo đáp không dám, tại hạ họ vi. Ngô Lập Thân lấy hai đỉnh vàng nhỏ kính cần đưa cho Vi tiểu bảo nói: "Vi tướng công hôm nay thành thân, xin có chút lễ mọn kính mừng." Vi tiểu bảo đáp: "Xin đa tạ." A Kha đỏ mặt lên rậm chân nói: "Không phải đâu." Ngô Lập Thân cười hỏi: "Hai vị đã cáo tế thiên địa, vừa rồi cô nương cũng bảo Vi tướng công là chồng ở trước mặt bọn man tử, còn cãi sao được." Tân Lang và Tân Nương vui tiệc động phòng, bọn lão phu không quấy nhiễu nữa. Lão vẫy ta một cái rồi cùng bọn ngao biêu bước ra khỏi nhà từ đường Hồi 132 Đôi bạn lòng buồn bã chia tay Hỉ trong chớp mắt Bầu không khí trong nhà từ đường yên lặng như tờ A à Kha vừa ngấm ngầm sợ hãi lại vừa thẹn thùng Cô liếc mắt ngó trộm vi tiểu bảo nhớ tới câu mình đã nói ra miệng Chồng ta đó Cô tủi thân nằm gục xuống bàn mà khóc hòa lên Cô rậm chân nói Người thật chẳng ra gì Người thật chẳng ra gì Mọi sự đều do ngươi mà ra hết. Vì tiểu bảo ôn tồn đáp, phải rồi, phải rồi, ta chẳng ra gì thật, bao giờ ta đi cứu Trịnh công tử thì nàng sẽ khen ta hay quá. A à Kha nghe gã nói câu cứu Trịnh công tử ra, lại phấn khởi tinh thần. Cô ngừng đầu lên hỏi, "Ngươi, ngươi có thể cứu y ra được không?" Dưới ánh ngọn đèn lung linh, trên gương mặt kiều diễm của A à Kha, còn đọng mấy hạt nước mắt trong như ngọc, khiến nhan sắc ô thêm phần tuyệt mỹ khác nào bông mai côi điểm hạt xương lúc ban mai vì tiểu bảo ngắm ngá đến thộn mặt ra quên cả trả lời a kha kéo vạt áo gã hỏi ta hỏi ngươi làm thế nào để cứu trịnh công tử ra ngươi chưa nghe rõ ư vì tiểu bảo giật mình thở dài đáp tên thủ lãnh bọn man tử đã bảo chúng đi chuyến này chẳng thể về tay không được nhất định phải bắt một người về sơn động nấu cho anh em ăn một bữa a kha kinh hãi la hoảng chúng bắt về để giết thịt ư vì tiểu bảo đáp đúng thế bọn chúng còn bảo ra thịt nàng trắng và mịn ăn rất ngon đáng lý chúng bắt nàng đem đi để ăn thịt a kha nghe nói bất giác run bắn người lên cô ngoật đầu trông ra ngoài cửa chỉ sợ bọn man mọi quay trở lại vì tiểu bảo nói tiếc ta phải bảo nàng là vợ ta bọn chúng mới tha ra không bắt a kha nghẹn ngào hỏi trịnh công tử bị chúng bắt đi giết để ăn vì tiểu bảo liền nói phải rồi trừ phi ta chịu hy sinh đem thân đến cho chúng ăn thịt thì chúng mới thả y a kha nói thế thì ngươi đi thay đổi lấy y về câu này vừa thốt ra khỏi cửa miệng a kha đỏ bừng mặt lên cô biết mình nói lỡ lời thẹn quá cúi đầu xuống vì tiểu bảo trong lòng nguội lạnh mắng thầm còn đợi non này mi coi chồng không đáng một đồng chẳng thà bọn man tử giết ta để ăn thịt đặng cứu tên gian phu cho toàn mạng mới vừa lòng mi thật ra vì tiểu bảo cũng chưa phải là chồng a kha mà trịnh khắc sảng cũng chẳng phải là gian phu của cô. Nhưng gã ở trong kỹ viện lâu ngày thường được nghe những câu họ thoá mãi nhau là, gian phu, dâm phụ, đã quen tai rồi. Bây giờ gặp lúc quất hận dĩ nhiên gã lại nhớ tới mà mắng thầm. Rồi gã lạnh lùng đáp được rồi, nàng đã muốn ta đi đánh đổi để lấy y về thì ta cũng đi cho nàng đặng vui lòng. Có điều ta chưa biết sơn động của bọn man mọi kia ở đâu. Gã thở dài nói tiếp hư, chúng ta đi thôi a kha không dám nói nhiều lầm lũi theo gã ra khỏi từ đường hai người đến đường lớn thì thấy bọn gia nhân của trịnh phủ cầm đèm lồng đứng quây quần nói chuyện với nhau hai người đi gần tới nơi bọn gia nhân lớn tiếng hỏi trần cô nương đây rồi tệ công tử đâu tệ công tử đâu chúng ào chạy lại đón trong đám đông đột nhiên có một bóng người thân hình ốm nhát mà thân pháp rất mau lẹ vọt lên trước vì tiểu bảo vừa hoa mắt lên đã thấy người đó đứng sững trước mặt gã lại nghe thanh âm lanh lảnh quát hỏi công tử nhà ta ở đâu người này quay lưng về phía ánh đèn vi tiểu bảo không nhìn rõ mặt mà trong lòng đã kinh hãi lùi lại hai bước ngờ đâu gã vừa lùi lại hai bước thì người kia cũng tiến lên hai bước và đứng đối diện với gã cách nhau không đầy một thước hắn nhắc lại câu hỏi công tử nhà ta đâu a kha đáp y y bị bọn man tử bắt đem đi rồi chúng muốn giết y để ăn thịt người kia hỏi giữa đất trung nguyên này sao lại có bọn man tử ở đâu đến hoành hành a kha đáp đúng là quân man mỏi mau mau nghĩ cách cứu y người kia hỏi bọn chúng đi lâu chưa a kha đáp mới đi tức thì người kia tung mình nhảy lui lại hạ xuống chúng yên ngựa hắn thúc vế vào bụng ngựa cho con vật chạy lao đi chỉ trong nháy mắt người ngựa đã mất hút vào trong bóng đêm vì tiểu bào và a kha ngơ ngác nhìn nhau một người kinh hãi một người vui mừng nhưng cả hai thấy thân pháp hắn mau lẹ hiến có ở đời đều đem lòng kính phục a kha hỏi vị cao nhân này là ai bọn gia nhân ở trịnh phủ đồng thanh đáp lão nhân gia là sư phụ của trịnh công tử tên gọi phùng tích phạm ngoại hiệu là nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm sư phó võ công thiên hạ vô địch lão nhân gia đi cứu công tử nhất định thành công vì tiểu bảo a kha đồng thanh té ra là lão Bữa trước Trịnh khắc sảng kể cho cửu nạn nghe những vị tôn sư của gã đã nhắc tới đệ tam sư phụ là Nhất Kiếm Vô Huyết Phùng Tích Phạm. Gã còn khoe lão là một cao thủ ở phái Côn Luân chỉ đâm một kiếm là chết người mà không đổ máu. A à, Kha hỏi, "Phùng sư phó tới đây, sao các ngươi không mời đến nhà từ đường để giải cứu Trịnh công tử ngay?" Một tên gia nhân đáp, "Phùng sư phó vừa mới tới nơi." lão nhân gia tiếp được truyền thư của bọn tại hạ do chim đưa tới liền từ phủ Hà Gian ra đi ngày đêm tới đây. Vì tiểu bảo hỏi, phùng sư phó ở phủ Hà Gian mà sao bọn ta không gặp? Bọn gia nhân ngơ ngác nhìn nhau không biết đáp thế nào. Tên gia nhân kia biết mình lỡ lời liền cúi đầu xuống. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, té ra họ trịnh ở Đài Loan đã bố trí mai phục ngấm ngầm những cao thủ tại cuộc sát quỷ đại hội. Thằng lòi thối tha đó bị người bắt đem đi chúng mới rượt theo cứu viện. Gã đưa tay lên sờ mặt nói, thịt ơi là thịt, đã có người đi cứu trịnh công tử rồi, bọn mi không phải thay thế cho môn bảo bối gan ruột để bọn man mọi sực nữa. A à Kha nghe gã nói móc thẹn đỏ mặt lên, cô toàn trả miếng mấy câu, nhưng lại nghĩ thầm, một mình phùng tích phạm đơn thương độc mã ra đi chưa chắc đã đánh lại bọn man mọi. Vì tiểu bảo thấy cô ngập ngừng muốn nói lại thôi đã đoán ra tâm ý, liền an ủi, nương tử cứ yên lòng phùng sư phó mà không cứu được trịnh khắc sảng thì lại đem món thịt thối tha của ta đi đánh đổi lấy món bảo bối kia về. Bậc trượng phu nhất muôn ký xuất, cái gì mã nan truy? A à, kha đá, ta chỉ mong phùng sư phó cứu được trịnh công tử về là hay rồi. Vì tiểu bảo căm gan tím ruột đứng phát dậy toan bỏ đi, nhưng ngó tới khuôn mặt kiều diễm của cô, lòng gã nhũn ra lại ngồi ngay xuống. A à, Kha thấy gã đứng dậy toan đi thì trong lòng không khỏi hoang mang tự hỏi, nếu Phùng Sư Phó không giải cứu được trịnh công tử mà gã lại bỏ đi thì lấy ai thay thế đánh đổi cho chàng về. Cô thấy vì tiểu bảo lại ngồi xuống mới yên tâm, bây giờ cô không dám đắc tội với gã nữa mà còn người tựa vào mình gã. Vì tiểu bảo tự nhủ, lúc này thị đang cầu cạnh ta, ta không nhân cơ hội này mà lả lơi với thị thì còn đợi đến bao giờ? Gã nghĩ vậy liền quảng tay trái ra ôm lấy lưng cô tay mặt nắm lấy ta cô a kha chỉ khẽ cửa cậy một chút rồi ngồi yên vì tiểu bảo trong lòng khoan khoái khấn thầm cầu trời cho lão họ phùng bị bọn dương đại ca giết chết vĩnh viễn không trở về nữa ta cứ ở trong tình trạng này mà chớ đợi suốt đời càng hay gã hiểu rõ a kha đối với mình chẳng có chút tình ý gì nên trong lòng mất hết chi lớn chỉ cần được ngồi bên ôm lấy cô thế này là thỏa mãn lắm rồi chứ không mong gì hơn nhưng trời chẳng chiều người vì tiểu bảo mới ôm A Kha trong khoảnh khắc đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ trên đường lớn ở đối diện vọng lại. A Kha nhảy lên reo, trịnh công tử trở về tới nơi rồi. Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, đã nghe rõ hai người kỵ mã chạy tới. Vì tiểu bảo nói, hay quá, ta lấy được cái mạng này về rồi, không cần phải đem cho bọn man mọi ăn thịt nữa. Giọng nói của gã đầy vẻ cay đăng, A Kha lật đật, lon ton chạy trên đường lớn đi tiếp đón sau một lúc hai người kỵ mã một trước một sau chạy tới nơi. Bọn gia nhân dơ cao lồng đèn lên soi, lớn tiếng hoan hô. Người cưỡi ngựa đi trước chính là trịnh khắc sảng, trịnh khắc sảng thấy A Kha chạy đến đón liền nhảy xuống. Hai người ôm chặt lấy nhau, nỗi hoan hỉ kể sao chi xiết. A Kha chúi đầu vào lòng trịnh khắc sảng vừa khóc vừa nghẹn ngào nói tiểu muội tiểu muội sợ bọn man mỏi, đem ca ca, ca ca vì tiểu bảo đứng lên thấy tình trạng này khác nào chắc ngực bị đánh một đòn nặng. Gã choang váng lại ngồi phệt xuống, đầu nhức mắt hoa. Gã tự lập lời thề với mình, con bà nó, kiếp này mà ta không lấy được con đợi non thối tha kia làm vợ, thì ta chỉ làm, con cháu 17, 18 đời cho tên trịnh khắc sang. Vì tiểu bảo này sẽ thành một kẻ đốn mặt, đê tiện nhất đời. Ở địa vị người khác thì gặp trường hợp này là trong lòng nguội lạnh như cho tàn không còn quyến tiếc gì nữa, nếu chẳng đau lòng rơi lụy cũng quyết ý chặt đứt tơ tình, hay đi tìm mối lương duyên khác. Nhưng vì tiểu bảo bản tính thô lỗ, ba que sỏ lá, lại mặt dày trơ chẽn, dạ sứ gan lim. Rồi gã nhủ thầm, nói tóm lại lão gia còn làm cho các ngươi còn điêu đứng nhọc nhằn. Lão gia là cái âm hồn bất tán ám ảnh ngươi cho đến chết. Dù ngươi có đi lấy 18 đời chồng thì đến đời thứ 19 là đến lão gia. Nguyên vi tiểu bảo sinh trưởng trong kỹ viện đã quen nhìn cảnh kỹ nữ hàng ngày tống cựu minh tân. Gã thấy đàn bà con gái thay đổi người yêu như đổi áo, chẳng lấy gì làm quan hệ. Những châm ngôn tục ngữ ca tụng trinh tiết của đàn bà như Tòng Nhất Nhi Trung, Kiên Trinh Bất Nhị, Băng Thanh Ngọc Khiết, gã ít khi được nghe, mà gã có nghe thấy cũng bỏ ngoài tai. Vì tiểu bảo chỉ đau buồn trong khoảnh khắc rồi lại cười hì hì tiến đến bên trịnh khắc sảng hỏi, trịnh công tử công tử lại được trở về vui vẻ quá nhỉ, người công tử có bị bọn man mọi cắn miếng nào không? Trịnh khắc sảng sừng sốt hỏi lại chúng cắn cái gì, A à Kha cũng kinh hãi ngắm nghĩa hắn từ trên xuống dưới thầy ngũ quan còn nguyên vẹn không khiếm khuyết chỗ nào cô mới yên giả. Phùng tích phạm vẫn ngồi trên lưng ngựa hỏi thằng nhỏ này là ai? Trịnh khắc sảng đáp gã là sư đệ của Trần Cô Nương. Phùng tích phạm gật đầu, vì tiểu bảo ngừng đầu nhìn lão thấy mặt mũi gầy nhom, nước da vàng sạm, trên môi để hai túp ria đuôi én cặp mắt ti hí nhỏ như sợi chỉ coi bộ lão chẳng khác gì người bị bệnh lao vì tiểu bảo vẫn lo lắng vì dương giật chi liền hỏi phùng sư phó bản lãnh lão nhân gia quả nhiên phi thường vừa đi đã cứu được trịnh công tử đem về lão nhân gia đã giết chết tên thủ lãnh bọn man mọi chưa phùng tích phạm đáp có phải man mọi gì đâu chúng hóa trang đó vì tiểu bảo giật mình kinh hãi hỏi hóa trang ư sao bọn chúng nói toàn tiếng man phùng tích phạm đã toàn là giả tuốt lão làm bộ không thèm nói nhiều với con nít liền bảo trịnh khắc sảng chắc công tử mệt lắm rồi hãy qua bên từ đường nghỉ ngơi một lúc a à kha nhớ tới sư phụ liền nói e rằng gia sư tỉnh giấc không thấy bọn tiểu nữ tất người nóng ruột vì tiểu bảo nói chúng ta mau trở về a à kha liếc nhìn trịnh khắc sảng chỉ mong hắn đi theo trịnh khắc sảng nói với phùng tích phạm sư phụ chúng ta hãy tìm đến khách điếm ăn uống rồi ngủ một giấc. Dọc đường vi tiểu bảo hỏi do trịnh khắc sảng về vụ hắn thoát hiểm trong trường hợp nào. Trịnh khắc sảng lại khoa trương bản lãnh của sư phụ hắn. Hắn kể lại lão mới trổ mấy chiêu đã làm cho bọn man mọi cúp đuôi chạy dài. Vi tiểu bảo lại hỏi tình trạng tên thủ lãnh man mỏi, gã biết dương giật chi chưa bị giết mới yên lòng. Mọi người đến khắc điếm thì trời vừa sáng rõ, cửu nạn đã dậy từ lâu. Bà không thấy A Kha và Vi Tiểu Bảo đâu cũng biết cô kéo gã đi cứ trịnh khắc sảng, nên chẳng lấy chi làm lạ. Bây giờ trịnh khắc sảng đưa phùng tích phạm vào giới thiệu, bà ngó tướng mạo lão chẳng có gì quắc thước. Nhưng ngẫu nhiên lão dương cặp mắt lên, bà thấy ánh thành quang lấp lánh, bất giác bụng bảo giả lão này ngoại hiệu là nhất kiếm vô huyết, tiếng đồn chắc hẳn không ngoa. Bản lãnh lão không phải hạng tầm thường, n cơm sáng xong, cửu nạn nói trịnh công tử thầy trò ta có việc phải đi ngay. Vậy xin cáo biệt, trịnh khắc sàng sừng sốt, trong lòng cực kỳ thất vọng, hắn nói, chẳng mấy khi tại hạ có cơ duyên được bái kiến sư thái, có nhiều điều muốn thỉnh giáo. Bây giờ sư thái định đi đâu? Hiện vãn bối cũng không có việc gì, nếu được kết bạn đồng hành thì hay quá. Cửu nạn lắc đầu đáp kẻ xuất ra có nhiều điều bất tiện, rồi bà dẫn A Kha cùng Vi Tiểu Bảo đi thẳng lên xe. A Kha vành mắt đỏ hoe cơ hồ phát khóc vì tiểu bảo dáng làm bộ ngây mặt ra, nhưng trong lòng gã khấn thầm. A-di-đà Phật, cầu đức Bồ Tát bảo hộ cho sư phụ được sống lâu trăm tuổi. Gã hỏi cửu nạn, sư phụ, bây giờ chúng ta đi đâu? Cửu nạn đáp, đi lên Bắc Kinh, sau một lúc bà lại cất giọng lạnh lùng nói, nếu gã họ trịnh còn đi theo thì các ngươi không được lý gì đến gã. Tên nào không nghe lời ta là ta giết gã đó. A Kha thất kinh hỏi, sư phụ, tại sao vậy? cửu nạn đáp chẳng tại sao cả ta ưa tĩnh mịch không thích nghe những kẻ ba hoa a kha không dám hỏi nữa sau một lúc cô chợt nghĩ ra điều gì liền hỏi nếu sư đệ trò chuyện với y thì sao cửu nạn hờ hững đáp ta cũng giết chết trịnh công tử vì tiểu bảo nghe bà nói câu này sướng quá không nhịn được nữa bật lên tiếng cười a kha nói sư phụ nếu như vậy thì không công bằng vì sư đệ cố ý nói chuyện với người ta để sư phụ giết y đi cửu nạn trợn mắt lên nhìn cô hỏi nếu gã họ trịnh không đi theo thì tiểu bảo nói với gã làm sao được gã suốt ngày rắc rối chết là đáng kiếp vì tiểu bảo khoan khoái như mở cờ trong bụng gã cảm thấy trên đời không ai tử tế với gã bằng sư phụ đột nhiên gã nắm lấy tay cửu nạn hôn một cái cửu nạn hất tay ra quát gã này lại làm nhộn rồi nhưng hơn hai chục năm bà chưa được ai thân thiết như vậy bây giờ bà thấy tên đệ tử này tuy rông càn nhưng do chân tình phát ra miệng bà quát mà trên môi hé lộ nụ cười a à kha cho là sư phụ bất công cô nhận thấy lần này ly biệt trịnh khắc sảng không hiểu ngày nào mới được tái ngộ bất giác trong lòng đau xót hai hàng châu lệ đầm đìa mấy hôm sau ba người lại về tới bắc kinh liền tìm vào chú ngụ trong một tòa khách điếm vắng vẻ ở phía đông thành cửu nạn và phòng vi tiểu bảo cài then lại khẽ hỏi tiểu bảo người thử đoán coi chúng ta trở lại bắc kinh làm gì vì tiểu bảo nghe cửu nạn hỏi vậy liền đáp chuyến này sư phụ đến bắc kinh nếu không phải vì vụ đào cô cô thì cũng vì mấy bộ kinh sách kia cửu nạn nói phải rồi chính là vì mấy bộ kinh sách đó bà ngừng lại một chút rồi tiếp chuyến này ta bị trọng thương trong lòng liền nảy ra ý nghĩ một người bất luận luyện võ công đến trình độ nào rồi cũng có ngày sức cùng lực kiệt việc lớn trong thiên hạ cần phải có nhiều người lo mưu hợp sức mới mong thành tựu. Bà trầm ngâm nói tiếc cuộc, sát quy đại hội, mới đây của quần hùng tại phủ Hà Gian ta nghĩ kỹ lại thì dù có giết được tên gian tặc Ngô Tam Quế, nhưng Giang Sơn người Hán vẫn ở trong tay bọn thát đát. Vụ này có thành tựu thì cũng chỉ làm cho mọi người hà cơn tức giận trong lúc nhất thời chứ chưa phải là xong việc lớn. Phải tìm cách nào lấy đủ hết được tám pho tứ thập nhị chương kinh để loàn đoạn thương long mạch của bọn thát đát đồng thời hiệu triệu nhân sĩ khắp thiên hạ dựng cơ khởi nghĩa mới có cơ tu phục lại Giang Sơn cho nhà đại minh ta. Vì tiểu bảo đáp giả giả, sư phụ nghị luận như vậy là phải lắm. Cửu nạn nói ta phải tĩnh dưỡng nửa tháng nữa, thương thế mới khỏi hẳn. Khi đó sẽ vào cung thám thính cho biết xác thực bảy pho kinh sách kia hiện lạc lõng nơi đâu rồi tìm cách thu về đầy đủ. Mấu chốt đại sự là ở chỗ đó. Vì tiểu bảo nói, trong thời gian sư phụ dưỡng thương, đệ tử hãy trà trộn vào cung trước để tổ chức cơ quan thám thính. Chưa biết chừng nhờ đấng hoàng thiên phù hộ sẽ lượm được những tin tức cần thiết. Cửu nạn đáp người bản tính thông minh lại cơ cảnh dị thường, hoặc giả làm xong việc này. Công lao to lớn đó, bà nói tới đây thở phào một cái, cặp mắt sáng lên ra chiều khích lệ, vì tiểu bảo cực kỳ xúc động, gã toan thổ lộ chân tình trong tay đệ tử còn sáu bộ tứ thập nhị trương kinh nhưng tiếp theo gã lại nghĩ tiểu huyền tử đã có mối giao tình thân như cốt nhục đối với ta nếu ta giúp sư phụ phá hủy giang sơn của y khiến y mất ngôi hoàng đế thì còn nghĩa khí gì nữa cửu nạn nạn thấy gã lộ vẻ trần trừ liền cho là gã lo âu không thành công được bà an ủi việc này thật khó thành công chúng ta chỉ biết hết lòng hết sức cúc công tận tụy mà làm tới đây hay tới đó cổ nhân đã nói mưu sự là ở người nhưng việc thành hay bại có trời định hỡi ơi không hiểu khi số nhà họ chu còn cơ phục hưng hay đã hết rồi ngoài hai chục năm ta đã chán nản mọi sự cắt dứt lòng trần tục không ngờ sau khi gặp ngươi và hồng anh chí hưng quốc lại trỗi dậy tự mình hứng lấy công cuộc hiện đại vì tiểu bảo nói sư phụ sư phụ đã là công chúa thì giang sơn này tức là giang sơn của sư phụ thiết tưởng sư phụ không thể để người ta chiếm đoạt giang sơn nhà mình mà phải đoạt lại cho kỳ được mới nghe. Cửu nạn thở dài đáp đây không phải là việc riêng của một nhà ta, và lại dòng họ chu chết gần hết rồi. Bà xoa đầu vi tiểu bảo nói tiếp tiểu bảo, những chuyện ta nói với ngươi đây, nhất thiết không nên tiết lộ cho sư tỷ của ngươi hay một câu nào. Vi tiểu bảo gật đầu vâng dạ, gã tự hỏi sư tỷ xinh đẹp và khả ái như vậy, chẳng hiểu vì lẽ gì sư phụ lại không thích nàng. Chắc tại nàng không khéo nịnh hót, sáng sớm hôm sau, Vi Tiểu Bảo vào cung bái kiến hoàng đế. Vua Khang Hy cả mừng dắt tay gã vừa cười vừa hỏi, còn mẹ nó, sao mãi đến nay ngươi mới về, hàng ngày ta mong đợi ngươi, trước kia ta rất đỗi lo âu, chỉ sợ ngươi bị mụ ác ni cô đó bắt đem đi thì cái mạng nhỏ xíu của ngươi làm sao mà giữ được. Hôm kia nghe Đa Long về báo đã gặp ngươi rồi ta mới yên giả. Ngươi đã thoát hiểm trong trường hợp nào? vì tiểu bảo tông lúc đó mụ ác ni cô kia căm phẫn nô tài đến cực điểm mụ đấm đá túi bụi sau nô tài nói là hoàng đế cũng là bậc thánh quân như nghiêu thuấn vũ thang không thể giết được mụ liền nói nhiều điều đại nghịch hễ nô tài tán dương hoàng đế một câu là mụ lại tát cho một cái đến nỗi nảy đom đóm mắt sau nô tài muốn tránh cái hại trước mắt liền nổi tiếng rên la ra chiều đau đớn Vua Khang Hy hỏi, người để mụ đánh chết cũng uổng mà thôi. Lai lịch mụ ác ni cô đó ra sao? Mụ nghe ai sai khiến mà đi làm việc hành thích. Vì tiểu bảo đáp mụ vâng lời sai khiến của ai, nô tài cũng không hiểu. Khi đó mụ bắt được nô tài rồi liền lấy dây cột hai tay nô tài lại rong đi như dắt khi. Tâu hoàng thượng, ngoài miệng nô tài không dám thoá mạ mụ, nhưng trong bụng cũng chửi ngầm cả 17, 18 đời tổ tiên nhà mụ. Vua Khang Hy cười nói, cái đó đã hẳn, gặp tình trạng này còn ai không thoá mã. Vì tiểu bảo nói, mụ lôi đi mấy ngày, hai ba lần toan giết nô tài. May dọc đường gặp một người, mà người này lại có chút giao tình với nô tài. Y đã giúp nô tài nói với mụ nhiều câu tử tế. Từ đó mụ ác cô kia mới thôi không đánh đập nô tài nữa. Vua Khang Hy lấy làm kỳ hỏi, người đó là ai? Vì tiểu bảo đáp, người đó họ Dương, hiện làm thủ lãnh bọn thị vệ dưới trướng thế tử của Bình Tây Vương. Hồi 133, giả Thái Hậu bại lộ hành tung. Vua Khang Hy nghe Vi Tiểu Bảo nói tới đây rất lấy làm hứng thú, liền phán hỏi, gã đã là thủ hạ của cha con Ngô tam quế sao còn nói tốt cho ngươi. Vi Tiểu Bảo Tông, sự thực cũng bởi thánh thượng anh minh mà ra. Hôm ấy người nhà họ Mộc ở Vân Nam vào cung quấy rối định vô hãm Ngô Tam Quế. Ai cũng tin là sự thực, nhưng bị thánh thượng khám phá âm mưu. Thánh thượng phái nô tài đến truyền dụ con trai ngô tam quế, nhân thế mà gặp gã họ dương. Gã quen nô tài từ bữa đó, vua Khang nghi gật đầu nói, té ra là thế, lúc vi tiểu bảo tiến cung, trong lòng đã nghĩ f 1 phần 2 N1 thiên biện thuyết trường giang đại hài. Gã liền tông, gã họ dương kia tên giật chi đã thuật lại cho Nico nghe câu chuyện nhà họ ngục gã bảo đức hoàng thượng tuy còn nhỏ tuổi mà kiến thức đã hơn cả nghiêu thuấn vũ thang thông minh trí tuệ của ngài đáng bậc thần tiên bồ tát giáng hạ phàm trần nico bán tín bán nghi nên đối với nô tài chẳng coi là quan trọng nữa gã dừng lại một chút rồi tiếp đêm hôm ấy dương giật chi nói chuyện với nico ở trong phòng nô tài giả vờ ngủ say nhưng lắng tay nghe lén thì ra nico đến hành thích thánh thượng quả đã nghe lời người ta sai khiến Vua Khang Hy hỏi, có phải Ngô Tam Quế không? Vì tiểu bảo đầy vẻ kinh dị tông, té ra thánh thượng biết cả rồi. Phải chăng Đa Long đã tâu bày với thánh thượng? Vua Khang Hy đáp, không phải đâu. Tên đầu mục đoàn vệ sĩ dưới trướng Ngô Tam Quế đã quen biết Nico, lại ngấm ngầm thương nghị với mụ thì dĩ nhiên làm gì có chuyện tử tế. Vì tiểu bảo vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, quỷ mọp ngay xuống dập đầu tâu, muôn tâu thánh thượng nô tài được làm việc cho thánh thượng trong lòng thật là vui sướng. Việc gì thánh thượng cũng đoán chúng, không cần nô tài phải nói. Mọi sự của thánh thượng cũng như của nô tài đều đại cát, vĩnh viễn không chịu thua kẻ khác. Vua Khang Nghi cười nói, đứng dậy đi, đứng dậy đi, lần trước lên chùa Thanh Lương trên ngũ Đài Sơn cũng gặp nguy hiểm đấy chứ. Nếu không có người liều mạng ra đứng chắn trước mình ta. Nhà vua nói tới đây, mặt rồng nghiêm trang, nói tiếp thì âm mưu của tên gian tặc đã thành sự rồi nhà vua nghĩ đến hôm ấy bạch y ni đánh một đòn như sấm nổ chớp ngoáng lại run sợ vì tiểu bảo tông sự thực thì nico phóng chiêu kiếm đó thân thủ mau lẹ của thánh thượng dĩ nhiên sẽ xử chiêu cô vân xuất trục để tránh khỏi tiếp theo thánh thượng xoay tay phóng trường ra chiêu thái hồng tỳ thủy đánh xuống vai mụ ác nico đó thì tất mụ phải xin đầu hàng không còn nghi ngờ gì nữa gã thở phào nói tiếc nhưng nô tài vì quá cẩn thận đâm ra hồ đồ, chỉ sợ mụ đả thương đến long thể, nên hốt hoảng xông vào ngăn chặn để chịu nhát kiếm thay cho thánh thượng. Thành ra công phu tuyệt hảo của thánh thượng không có cơ hội để thi triển trước mặt bọn hòa thượng cho hiền oai phong. Thật là đáng tiếc, vua Khang Hy nổi lên chàng cười ha hà, ngài tự biết nếu hôm đó không có vi tiểu bảo đứng ra ngăn chặn, tất bị bạch y ni đâm chết rồi nhà vua nghĩ đến tên thủ hạ hết lòng tận trung mà không nhận công như vậy thật là hiếm có, nên lấy làm vừa giả. Nhà vua hớn hở cười nói, ngươi còn nhỏ tuổi đã làm quan lớn rồi, chờ ngươi thêm vài tuổi nữa, ta lại tham quan cho. Vì tiểu bảo lắc đầu tâu, nô tài không mong muốn chức quan to mà chỉ cầu được làm việc cho thánh thượng, không để ngài nổi nóng là đủ lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Vua Khang Hy vỗ vai gã nói, hay lắm, hay lắm gã họ dương còn nói những chuyện gì với nico vì tiểu bảo tông dương giật chi tiếp tục khuyên nhủ nico không ngớt gã kể ra rất nhiều điểm hay của hoàng thượng gã cũng nói là ngô tam quế có ơn với thân phụ gã nên gã có bổn phận phải bảo vệ cho hắn nhưng hắn quyết tâm muốn làm hoàng đế mà gây chuyện đại nghịch vô đạo như thế thì không được vì tiểu bảo hắn đặng rồi nói tiếp dương giật chi rất lo sợ âm mưu sẽ bị bại lộ thì mọi người toàn ra chu lục Mụ ni cô bảo cả nhà mụ bị bọn thát đát. Gã biết lỡ lời liền đổi lại, cả nhà mụ bị người mãn châu sát hại mà ngô tam quế lại đối với mụ rất lịch sự. Sở dĩ mụ hành thích một là vì nể mặt ngô tam quế, hai là để trả thù cho song thân. Mụ không sợ chuyện toàn gia chu lục, vua khang hy lầm nhầm gật đầu, vì tiểu bảo lại nói, dương giật chi liền trả lời mụ, hoàng thượng rất nhân từ với trăm họ, nếu nếu quả mụ hại được hoàng thượng thì Ngô Tam Quế sẽ lên làm hoàng đế dĩ nhiên gã được làm quan to đến chức đại tướng quân nhưng bách tính trong thiên hạ sẽ cực kỳ khô sơ vì Tiểu Bảo ngừng lại một chút rồi tiếc mụ Nico dường như đã mềm lòng mụ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cho là Dương giật Chi nói đúng mụ quyết không làm việc này nữa vì Tiểu Bảo thở dài nói tiếc hai người thương nghị với nhau một lúc rồi đi đến kết luận nếu ngô tam quế còn phái người đi hành thích thì họ sẽ ngấm ngầm giết chết thích khách vua khang hy cả mừng phán thế là hai người đó đã hiểu rõ đại nghĩa vì tiểu bảo nói nhưng theo lời dương giật chi thì còn một việc không phải dễ dàng vua khang hy hỏi lại còn điều chi cổ quái vì tiểu bảo đáp vì hai người nói nhỏ quá nô tài không hiểu rõ được chỉ nghe mang máng diên bình quận vương họ trịnh ở đài loan gì gì dường như ngô tam quế muốn cùng người họ trịnh nào đó chia đôi thiên hạ nhà vua đứng dậy lớn tiếng té ra thằng cha đó ngấm ngầm cấu kết với tên phản tặc ở đài loan vì tiểu bảo ra chiều tức giận hỏi còn mẹ nó thằng cha họ trịnh ở đài loan là quân chó đẻ nào vậy vua khang hy đáp tên phản tặc họ trịnh hùng cứ đảo đài loan không chịu phục tùng vương hóa vì nơi đó là một hòn đảo ngoài biển khơi nên trong lúc nhất thời chưa thể bình định ngay được vì tiểu bảo làm như chợt tỉnh ngộ nói té ra là thế lúc đó nô tài càng căm hận bụng bảo dạ giang sơn này của đức hoàng thượng họ chỉnh họ mô là cái con khỉ gì mà dám lớn mật tính việc chia thiên hạ của hoàng thượng gã nói tiếp họ trịnh đài loan phái thằng con thứ hai là trịnh khắc trịnh khắc vua khang hy ngắt lời là trịnh khắc sản vì tiểu bảo tươi cười đáp phải rồi phải rồi hoàng thượng thánh minh chẳng chuyện gì không biết Nhà vua chỉ mỉm cười chứ không nói gì. Mấy năm nay ngài đã có ý định thâu tóm đảo Đài Loan vào bản đồ cương thủ, nên từng phái người thám thính cho biết tình hình anh em, cha con họ trịnh, cùng những chuyện quân chính, quân bị, thuyền bè ở miền Duyên Hải. Vì tiểu bảo lại nói trịnh khắc sảng gần đây mới đến Vân Nam bàn định kế hoạch cùng ngô tam quế hơn nửa tháng rồi. Vua Khang ghi đùng đùng nổi giận, sắc mặt biến đổi, ngài hỏi có chuyện đó ư? Nguyên Đài Loan và Vân Nam là những mối lo ngại rất lớn cho nhà vua. Việc trịnh khắc sảng đến Vân Nam bây giờ ngài mới biết. Vì tiểu bảo nói, ở Đài Loan có một nhân vật võ công cao thâm đi theo trịnh khắc sảng để bảo vệ cho gã ở dọc đường. Người đó họ phùng, tên gọi nhất kiếm xuất huyết gì gì đó. Vua Khang Hy cải chính, hắn là nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm. Phùng tích phạm, Lưu Quốc Hiên và Trần Vĩnh Hoa ba người tự xưng là Đài Loan Tam Hồ. Vì tiểu bảo nghe hoàng thượng nhắc đến tên sư phụ thì trong lòng không khỏi hồi hộp. Gã gượng cười nói, phải rồi, phải rồi, đúng là nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm. Gã nói tiếp, theo lời Dương Giật Chi thì trong ba con hổ ở Đài Loan có Trần Vĩnh Hoa là người tốt. Còn phùng tích phạm và tên nữa là người bại hoại. Dương Giật Chi còn nói, Trần Vĩnh Hoa không dám làm việc phản bản hoàng thượng. Nhưng một mình y không địch nổi hai lão hổ kia. Gã muốn nói tốt cho ba người là cửu nạn. Dương Giật Chi và Trần Cận Nam ở trước mặt vua Khang Hy đề phòng sau này ba người đó lỡ ra bị Thanh Triều bắt sống còn có cơ cứu vãn được. Vua Khang Hy lắc đầu hỏi, cái đó chưa chắc, phải chăng ngươi bảo phùng tích phạm cũng đến Vân Nam, vì tiểu bảo đáp đó là lời Dương Giật Chi nói với Ni Cô kia. Họ còn bảo, trên trốn giang hồ rất nhiều người đối nghịch với Ngô Tam Quế nên mở sát quỷ đại hội ở phủ Hà Gian để thương nghị kế hoạch hạ sát họ Ngô, Trịnh Khắc Sảng và Phùng Tích Phạm trà trộn vào cuộc đại hội này để nghe tin tức và báo cho Ngô Tam Quế biết. Gã dừng lại một chút rồi tiếp, hai người nói mỗi lúc một nhỏ tiếng đi, dường như bản định mưu sát Trịnh Khắc Sảng mà sợ không địch nổi Phùng Tích Phạm. Nô Tài chú ý lắng tay nghe hồi lâu mà vẫn không sao hiểu được sự thật. Có điều họ tuyệt không đà động gì đến âm mưu gia hại hoàng thượng nên nô tài cũng không cần nghe nữa, rồi sau ngủ đi lúc nào không biết. Gã lại kể tiếp vào khoảng nửa đêm, dương giật chi lén lút kêu nô tài tỉnh dậy, rồi giải khai huyệt đạo cho. Gã còn bảo Nico đang ngồi luyện công và suối nô tài đi cho êm thắng. Vua Khang Hy gật đầu nói như vậy là họ Dương còn có lương tâm, vì tiểu bảo thừa cơ nói ngay đúng thế, sau này Hoàng thượng Chu Lục Ngô Tam Quế xin lượng thánh bao dung cho Dương giật chi. Vua Khang Hy đáp, nếu gã lập nên công trạng thì chẳng những ta tha mạng mà còn phong thường cho gã núa. Nhà vua là hỏi, trong cuộc sái quỷ đại hội, người còn nghe được tin tức gì nữa không? Vì tiểu bảo đáp, bọn họ bàn định mỗi tỉnh bầu một minh chủ, trịnh khắc sảng làm minh chủ tỉnh Phúc Kiến, dường như sau này những tỉnh Quảng Đông, Chiết Giang, Thiểm Tây gì gì đó đều cũng thuộc về nhà họ trịnh. Vua Khang Hy mỉm cười nghĩ bụng, đây chắc là tiểu quế tử nghe lầm nhất định là giang tây chứ không phải là thiểm tây. Nhà vua hai tay chắp để sau lưng đi lui đi tới trong thư phòng đến mấy chục lượt, ra chiều suy nghĩ. Đột nhiên ngài dừng bước hỏi, tiểu quế tử, người có dám đi vân nam không? Vì tiểu bảo kinh hãi vì câu hỏi bất ngờ, gã hỏi lại, phải chăng hoàng thượng phái nô tài đi thám thính ngô tam quế? Vua Khang Hy gật đầu đáp, vụ này kể ra thật nguy hiểm, như người còn nhỏ tuổi, chắc ngô tam quế không đề phòng cẩn mật đâu và lại ngươi có tên hào hữu dương giật chi, nhất định gã sẽ chiếu cố cho ngươi. Vì tiểu bảo tông, dạ, muôn tâu thánh thưởng, chẳng phải nô tài lo ngại chuyện đi vân nam, nhưng nô tài vừa mới về cung, chưa được kề cận bên mình thánh thượng mấy bữa, nay phải xa rời thì trong lòng không được vui thỏa Vua Khang Hy gật đầu đáp, phải rồi, ta cũng có ý nghĩ như vậy, đáng tiếc là ta ở ngôi hoàng đế, chẳng thể ra đi tùy tiện, không thì chúng ta cùng đến vân nam. Ta nắm dâu Ngô Tam Quế, người chụp lấy hai tay hắn để hỏi xem, con mẹ ngươi, có chịu đầu hàng không? Như vậy há chẳng thú lắm ư? Vì tiểu bảo cười tông, thế thì tuyệt diệu, nhưng thánh thượng không đi Vân Nam được. Nô Tài sẽ tới đó gạt Ngô Tam Quế lai like kinh rồi thánh thượng cùng Nô Tài vặn dâu hắn, có thú không? Vua Khang hy cười ha hả phán, hay lắm, hay lắm, nhưng ta e rằng Ngô Tam Quế là tay xảo quyệt phi thường, không chịu mắc bẫy bỗng nhà vua la lên, à phải rồi, tiểu quế tử, ta nghĩ ra được một biện pháp khiến cho hắn không nghi ngờ gì nữa. Vì tiểu bảo tông, hoàng thượng thần cơ diệu toán, mưu lược của hoàng thượng nhất định cao thâm khôn lường. Vua Khang Hy nói, chúng ta đem kiến ninh công chúa gả cho con trai hắn, kết thành thông gia thì tất hắn không đề phòng gì nữa. Vì tiểu bảo sửng sốt gả công chúa cho gã tiểu tử ngô ứng hùng, cái đó cái đó há chẳng là phước đức cho bọn chúng quá ư ừ. nhà vua nói công chúa là con gái của mụ điếm già chúng ta gả y đi vân nam là để y phải chịu đau khổ sau này ngô tam quế phạm tội toàn gia chu lục là giết luôn cả y nữa nhà vua nói tới đây vẫn còn hằn học trong lòng nguyên vua khang hy rất ưa thích cô em gái nhưng từ ngày ngài phát giác ra thái hậu ra hại mẫu thân mình lại khiến cho đức vua cha buồn bực bỏ nhà đi tu ngài oán ghét luôn cả cô em Vua Khang Hy nói tiếp, khi đó ta khép mụ điếm giả vào tội dạy con không có đường lối và bức bách mụ phải tự tử. Vì tiểu bảo tông, tâu, tâu hoàng thượng, nô tài nghe tin động trời nói ra tất hoàng thượng hoan hỉ phi thường. Vua Khang Hy phán nói, tin tức gì mà hay thế? Vì tiểu bảo kề miệng vào bên tay nhà vua khẽ nói, mụ điếm giả là giả thái hậu, còn chân thái hậu vẫn bình yên ở trong cung tử ninh. Vua Khang Hy giật mình kinh hãi cất tiếng run run hỏi, người bảo sao, làm gì có chuyện giả thái hậu. Vì tiểu bảo liền đem việc giả thái hậu cầm tù chân thái hậu rồi mụ mạo xưng thái hậu để hành động cực kỳ tàn ác thuật lại cho nhà vua nghe. Đức vua trợn mắt há miệng hồi lâu không thốt nên lời. Sau một lúc ngài cất tiếng nói, sao ngươi, ngươi biết chuyện này? Vì tiểu bảo tông, từ ngày nô tài biết mụ điếm giả lòng giả tàn độc, lúc nào cũng băn khoăn lo ngại mụ bất lương tìm cách ra hại hoàng thượng nên nô tài mua cả bọn cung nữ trong cung từ ninh để chúng ngấm ngầm thị, hễ thấy điều gì khác lạ là lập tức tâu trình hoàng thượng. Vụ này chúng ta phải hạ thủ trước đi mới xong, bữa nay nô tài vừa vào cung liền được tên cung nữ kia báo cáo chuyện tài đình. Vua Khang hy chán toát mồ hôi nhỏ giọt, run lên hỏi, tên cung nữ đó đâu rồi? Vì tiểu bảo tông, nô tài nhận thấy vụ này quan hệ rất lớn, nếu để thị lỡ mồm lỡ miệng tiết lộ ra ngoài thì nguy hại vô cùng nên nô tài thừa cơ lúc vắng người đẩy thị xuống giếng chết rồi. thực ra trong lòng nô tài rất áy náy về hành vi vô nhân đạo đó. vua khang Hy gật đầu, mặt rồng lộ vẻ an ủi, phán: người làm thế là phải. sáng mai ngươi mò xác thị lên chôn cất cho tử tế. đồng thời ngươi điều tra biết rõ thân nhân thị để phủ Tuất trọng hậu cho họ. vì tiểu bảo tông giả dạ, giả, dạ, nô tài xin tuân lời thánh dụ và làm cho ổn thỏa. Vua khang hy dục vụ này không chậm trễ được, chúng ta phải đến cung từ ninh ngay. Nhà vua nói rồi đứng dậy với lấy hai thanh bảo kiếm treo trên tường. Ngài đưa cho Vi Tiểu Bảo một thanh và khẽ dặn chúng ta phải tự hành động lấy, không nên để bọn cung nữ và thái giám hay biết. Vi Tiểu Bảo gật đầu tâu, tâu hoàng thượng võ công mụ điếm già rất lợi hại. Khi hoàng thượng thấy mụ thì trước hết là chặt cánh tay mụ đi rồi sẽ thẩm vấn tình hình. Nhà vua gật đầu đáp, phải rồi vì tiểu bảo lại tông, hoàng thượng nên hạ dụ cho bọn thị vệ trầu trực ở ngoài cung từ ninh để phòng ngừa chuyện bất chắc, thì hô bọn chúng tiến vào tiếp viện. Nếu không thể mà mụ điếm giả hành hung, xảy cuộc động thủ, thì tấm thân vạn kim của hoàng thượng, thật có điều không ổn. Vua Khang nghi gật đầu, quyết định chủ ý, nếu xảy chuyện bất chắc phải kêu bọn thị vệ vào tiếp viện thì sau khi xong việc sẽ giết chúng để bịt miệng. Nhà vua ra khỏi thư phòng chỉ truyền cho tám tên thị vệ hộ giá đến cung từ Ninh và hạ lệnh cho chúng canh gác trong vườn hoa, nếu không hô hoán thì không được vào. Ngài cùng Vi Tiểu Bảo đi thẳng tới tầm điện của Thái Hậu. Bọn cung nữ và thái giám ở cung này lật đật cùng quỳ xuống nghênh tiếp. Vua Khang hy phán các người ở cả ngoài vườn hoa, không ai được vào. Mọi người run sợ tuân chỉ lui ra, vì tiểu bảo đã biết trước giả thái hậu phóng ra bảy chiêu, hóa cốt miên trường đánh tới sư phụ gã là cửu nạn, rồi những trường lực âm độc này lại đưa trở về hết cho bà phải chịu. Tuy cửu nạn đã dạy cách hóa giải, nhưng từ đó trở đi nếu mụ sử dụng nội lực là lập tức xương cốt toàn thân phải gãy nát. Gã bấm đốt ngón tay tính lại đến nay thì hiện giờ nội lực trong người bà dù chưa tiêu tan hết cũng chẳng còn được bao nhiêu, chắc mụ không dám động thủ. Hơn nữa gã còn nắm ngũ long lệnh trong tay, có thế bắt giả thái hậu phải phục tùng, nên gã rất yên tâm chẳng lo ngại gì hết còn vua khang hy chỉ biết võ công của thái hậu rất ghê gớm công phu của ngài hoàn toàn do thái hậu truyền thụ bây giờ dù có thêm vi tiểu bảo nhà vua tính lực lượng hai người vẫn còn kém bà xa chỉ trông vào bên mình có kiếm mà bà tay không lại hạ thủ một cách bất ngờ cho mụ không kịp đề phòng như vụ hạ ngao bái năm trước mới có cơ thủ thắng nhà vua trong lòng hồi hộp tiến vào tầm điện bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì tiểu bảo tự nhủ, bữa nay là một cơ hội tốt cho ta lập đại công. Ta mà nhảy sổ vào mụ điếm già, hoàng thượng chỉ cho là ta liều mình vì việc quân vương. Chứ có biết đâu mụ phải nằm yên như con chó chết. Gã khẽ tâu, võ công mụ điếm già cực kỳ lợi hại. Hoàng thượng không nên mạo hiểm. Vua Khang Hy gật đầu, tay nắm chặt đốc kiếm. Nhà vua vào tầm điện không thấy có ai. Trên giường chướng gấm buông rủ bỗng nghe thanh âm Thái Hậu từ trong chướng hỏi vọng ra, Hoàng Nhi, sao mấy bữa nay không thấy Hoàng Nhi vào cung từ Ninh? Thân thể Hoàng Nhi vẫn an khang chứ? Nguyên trước vua Khang Hy vẫn hàng ngày vào cung từ Ninh vẫn an Thái Hậu thì Vi Tiểu Bảo lập tức nhảy vào ôm lấy mụ để nhà vua cung kiếm chặt tay. Không ngờ giữa ban ngày mà Thái Hậu cũng còn ngủ trên giường. Vua Khang Hy đáp, Hải Nhi nghe mẫu hậu thân thể khiêm an, vội đến thần hôn ngài đưa mắt ra hiệu cho vi tiểu bảo rồi phán người thử vén mùng lên cho trẫm coi mẫu hậu vi tiểu bảo dạ một tiếng tiến vào trước giường thái hậu nói đừng vén mùng ta sợ gió lắm vua khang Huy nghĩ bụng nếu ta không nghe lời mụ cứ sai vén mùng lên thì e rằng mụ sinh lòng ngờ vực và để ý phòng ngừa ngài nghĩ vậy liền hỏi không hiểu thái hậu khó ở thế nào đã dùng thuốc gì chưa thái hậu đã uống thuốc rồi quan thái y bảo ta bị cảm mạo thường thôi không có gì đáng ngại. Vua Khang Hy hỏi, Hải Nhi muốn coi sắc diện Thái Hậu xem hàn nhiệt thế nào? Thái Hậu thở dài đáp, sắc diện ta vẫn như thường, bất tất phải coi làm chi. Hoàng Nhi nên về nghỉ đi thôi. Vua Khang Hy sinh lòng ngờ vực, tự hỏi, không biết mụ muốn giờ trò gì đây? Vì tiểu bảo thấy trong tầm điện tối mò, liền xoay mình lại nhìn nhà vua giơ tay ra hiệu xin cho gã vào ôm chặt lấy hai chân thái hậu để hoàng đế vung kiếm lên chặt đột nhiên nhà vua động tâm tự hỏi nếu những tin báo của tiểu quế tử đều là giả dối thì làm thế nào ta giết lầm người khác thì chẳng cần gì nhưng nhát kiếm chém xuống rồi mụ lại là chân thái hậu chứ không phải giả mạo thì chẳng những mình là con người hồ đồ mà còn phạm tội bất hiếu rồi ngài tự nhủ cho đến bây giờ ta mới được nghe những lời tố cáo của một mình tên tiểu quế tử chứ chưa có tiếng chuông nào khác để chứng minh chẳng thà ta cứ để cho thái hậu đề phòng rồi sẽ hô hoán thị vệ vào bắt ngủ, chứ chẳng thể hành động lỗ mãng vông kiếm chém bừa vào chân thái hậu thì phải ôm hận suốt đời nhà vua nghĩ vị liền lắp đầu vẫy tay ra hiệu cho vi tiểu bảo lui ra rồi ngài nói tâu thái hậu hải nhi vẫn chẳng yên tâm về bệnh tình của thái hậu chút nào đoạn rào bước đến trước giường giơ tay vén mùng lên cửa mùng vừa rẽ ra hai bên bỗng thấy Thái hậu hốt hoảng xoay mình, quay mặt vào phía trong. Nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt này, nhà vua đã trông rõ bộ mặt Thái hậu gầy nhom, mà tướng mạo khác hẳn ngày thường. Ngài liền nói, tâu Thái hậu, dạo này lão nhân ra gầy đi rất nhiều. Thanh âm nhà vua đã phát run, Thái hậu thở dài đáp từ hôm ta lên ngũ đài sơn trở về, ăn không biết ngon, mỗi ngày chưa hết chén cơm. Ta soi gương cơ hồ không nhận ra được mình nữa. Vua Khang hy bụng bảo giả những điều báo cáo của vi tiểu bảo quả nhiên đúng sự thực chứ chẳng có chi giả dối. Mụ điếm giả không ngờ ta đến đây một cách đột ngột. Mụ nằm trong mùng, yên trí chẳng ai nhìn thấy, nên lột bỏ mặt nạ không cải trang nữa. Vì thế mà mụ không chịu để ta coi rõ chân tướng. Bây giờ ta đã được nhìn tận mắt, chẳng lẽ còn lầm được sao? Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhà vua lớn tiếng Trời ơi, Thái Hậu! trong tủ kia có con chuột lớn. Các ngươi đông, mau vào đánh đuổi con chuột này đi. Nhà vua vừa nói vừa hấp tấp lùi lại hai bước, vì ngại sợ Thái Hậu thấy chân tinh bại lộ mà động thủ một cách đột ngột làm khó dễ cho mình. Hồi 134, trịnh công tử kết án trần ra. Lại nghe Thái Hậu cất tiếng hỏi, tủ đóng rất kín, làm sao bên trong lại có chuột được. Vua Khang hy bụng bảo giả, nói tới đây là mọi sự bại lộ rồi bây giờ mụ đã chuẩn bị S1 phần 2 N sàng, không thể tập kích đột ngột được nữa. Nhà vua lui ra đến cửa, nhìn vi tiểu bảo vẫy tay nói, gọi thị vệ vào đây, trong tủ có thanh âm quái lạ, không chừng thích khách ẩn mình trong đó để toan ám hại thái hậu. Vi tiểu bảo giả một tiếng rồi quay ra ngoài lớn tiếng hô, thánh chỉ truyền cho thị vệ vào hầu, tám tên thị vệ chạy vào đứng ở cửa tầm điện khom lưng đợi chi. Thái hậu nổi giận hỏi, Hoàng Nhi, ngươi làm cho gì vậy? Vua Khang nghi cười đáp, ồ, phải rồi, kiến ninh công chúa ẩn mình trong tủ để dỡn chơi. Tâu Thái hậu, Hải Nhi tìm y khắp nơi không thấy, nhất định y vào trong tủ ngồi ẩn. Nhà vua giơ tay mặt lên vẫy, vì tiểu bảo chạy đến mở tủ, nhưng cửa tủ khóa chặt không mở ra được. Vua Khang nghi cười hỏi, Tâu Thái hậu, chìa khóa tủ này đâu? Thái hậu tức giận lớn tiếng, ta đang khó ở, mà hai đứa trẻ nít các ngươi không để yên, còn vào đây quấy nhiễu, đùa giỡn. Các ngươi ra đi, mong, bọn thị vệ đã biết hoàng đế thường tỉ võ đùa giỡn với công chúa kiến ninh, nghe thái hậu nói vậy, tên nào cũng tủm tỉm cười. Vua Khang Hy thấy thái hậu không chịu mở tủ liền hô, nạy cửa tủ ra, thái hậu trong mình khó ở, không được quấy giày lão nhân ra. Vì tiểu bảo đáp giả, dạ, nô tài xin tuân chỉ gã rút lưỡi chùy thủ ở ống giày ra thò lưỡi dao vào cửa tủ khẽ rạch một cái. Khóa ở đứt liền, cánh cửa tủ mở ra. Trong tủ chỉ thấy toàn chăn mùng và mười mấy bộ áo, chứ chẳng có người nào. Vì tiểu bảo giật mình kinh hãi tự hỏi đêm qua hiển nhiên chân thái hậu còn bị giấu ở trong tủ mà, sao bây giờ lại chẳng thấy đâu. Phải chăng mụ điếm già sợ sư phụ ta tiết lộ vụ này ra ngoài nên hạ sát chân thái hậu rồi gã quay đầu lại nhìn thấy nhà vua lộ vẻ kinh nghi, liền nhìn vào giường thì thấy một chỗ chăn cao lù lù, dường như có dấu người. Gã cả mừng tâu, công chúa ẩn ở trong chăn thái hậu, nhà vua vội rụt kéo ra đây mong, ngài sợ giả thái hậu thấy sự tình bị bại lộ, có thể hạ sát chân thái hậu tức khắc. Vì tiểu bảo nhảy sổ lại bên giường, thò tay vào trong chăn luồn dưới cẳng thái hậu, tưởng để kéo chân thái hậu ra nào ngờ gã đụng tay và cái đùi lông lá xồm xoàm, bất giác giật mình kinh hãi. Giữa lúc ấy một cẳng chân lớn đá mạnh ra đột ngột trúng vào trước ngực vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo rú lên một tiếng, úi theo, rồi ngã ngửa về phía sau. Tấm chăn hất tung lên, một người trần chuồng như khối thịt lù lù trùm chăn lên thái hậu rồi ôm lấy chạy ra cửa. Bọn thị vệ giật mình kinh hãi vội vàng cản đường, liền bị khối thịt đụng mạnh. Năm tên thị vệ bị hất tung đi khối thịt lớn ôm Thái Hậu xông ra ngoài. Nhà vua đứng cửa ngó theo thấy khối thịt chạy nhanh như bay. Chỉ mấy cây nhô lên hụp xuống đã đến chân tường ngự hoa viên. Vua Khang hy lớn tiếng hô rượt theo cho mong, năm tên thị vệ đụng vào khối thịt bị gãy xương ngã lăn dưới đất không bỏ dậy được. Còn ba tên phải đi quanh bức tường vây để ra ngoài thì không thấy khối thịt đâu nữa. Vua Khang Hy lại hô, về đây, về đây ba tên thị vệ không biết làm thế nào nghe hoàng đế hô hoán liền chờ gót chạy về. Nhà vua định thần lại phán bảo, các ngươi đứng yên đây, đừng có lên tiếng, ngài đóng cửa tầm điện lại, khẽ hỏi, vụ này ra làm sao? Vì tiểu bảo trước ngực đau đớn kịch liệt, gắng gượng ngồi dậy tông, yêu, yêu quái, gã sợ quá, mặt không còn chút huyết sắc. Vua Khang Hy lắc đầu nói, không phải yêu quái, hắn là gian phu của mụ điếm già. Vì tiểu bảo chẳng hiểu ra sao, hỏi lại, gian phu là thế nào? Vua Khang Hy đáp, đó là một người đàn ông, người không trông rõ ư, tên này lùn tịt mà mập ú, trông chẳng khác một trái banh thịt. Vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa buồn cười nói, mụ điếm giả giấu một gã đàn ông lùn tịt, mập ú, không mặc quần áo, ở trong chăn vua Khang Hy nghiêm nghị ngắt lời, Trần Thái Hậu ở đâu? Vì tiểu bảo tông, chỉ mong sao bà, không bị mụ điếm giết chết, gã sực nhớ tới điều gì, liền bỏ hết chăn đệm trên giường xuống lật rát giường lên nói, gầm giường còn có sàn ngầm. Giữa lúc ấy, bỗng nghe có tiếng người rên rất khẽ. Vua Khang Hy cả mừng, chạy lại giúp Vi Tiểu Bảo mở rát giường thì thấy bên dưới có người đàn bà đắp một tấm chăn mỏng nằm ngang trên tấm váng. Trong tầm điện tối mò chẳng nhìn thấy gì, vua Khang Hy hô thắp nến lên. Vì tiểu bảo vội quệt lửa thắp vào đèn nến cầm đến gần soi thì thấy người đàn bà này gương mặt trái xoan, nước da xanh lướt đúng là chân thái hậu bị giam trong tù trước kia. Nhà vua được gặp chân thái hậu hồi ngài còn nhỏ tuổi quá. Đến nay đã cách mười mấy năm trời, đáng lý không phân biệt được chân giả. Nhưng tướng mạo người đàn bà này giống hệt thái hậu mà ngài trông thấy hàng ngày, nên biết là đúng rồi. Vua Khang Hy vội đỡ bà dậy hỏi, phải chăng, đây là, chân thái hậu, người đàn bà này lâu ngày không ánh sáng, bị lửa nến làm cho quáng mắt không mở ra được. Bà ấp úng, ngươi ngươi là, vì tiểu bảo đỡ lời, tâu thái hậu, đây là đức đương kim hoàng đế, ngài thân hành vào cứu thánh giá, người đàn bà gắng gượng hé mắt nhìn vua khang hy một lúc rồi ngập ngừng hỏi, ngươi, ngươi đúng là hoàng thượng đây chứ, đột nhiên bà huệ một tiếng rồi khóc quà lên, bà ôm chặt lấy nhà vua, vì tiểu bảo cầm lấy cây nến lùi ra xa mấy bước, gã liếc nhìn khắp trong tầm điện chẳng thấy thích khách, gian phu gì gì hết cả bọn giả cung nữ cũng không còn một tên nào. Gã tự nhủ, bữa nay hoàng thượng cùng chân thái hậu trùng hội, tất có nhiều chuyện nói với nhau. Ta ngồi đây có điều bất tiện, gã liền đặt cây đèn nến xuống bàn rồi rón rén lui ra ngoài, xoay tay khép cửa điện lại. Gã thấy tám tên thị vệ cùng bọn cung nữ, thái giám đứng may như cán tàn cả một lượt ở ngoài cửa. Tên nào cũng lộ vẻ khủng khiếp, gã vẫy tay triệu tập bọn chúng vào trong vườn hoa và hỏi họ vừa rồi đức hoàng thượng và kiến ninh công chúa chơi trò bịt mắt bắt dê công chúa mặc bộ áo cổ quái trông giống như trái banh thịt chạy ra ngoài các ngươi có trông thấy không một tên thị vệ cảnh giác mau lẹ vội đáp giả dạ, giả dạ, thần pháp kiến ninh công chúa thật là mau lẻ bộ áo công chúa mặc coi rất ngoạn mục vì tiểu bảo tủm tỉm cười nói trò giỡn chơi trẻ nít đó đức hoàng thượng không muốn người ngoài hay biết các ngươi có mồm thì nắp, có cắp thì đẩy, nếu muốn giữ vững cái đầu trên cổ. Các ngươi ngửa miệng hớt lẻo nói cả nói bậy là mất mạng đó, có hiểu không? Bọn thị vệ, công nữ, đồng thanh đáp bọn nô tài xin bưng kín miệng bình, không dám nói hở ra ngoài. Vì tiểu bảo gật đầu, gã nhìn năm tên thị vệ bị hất té thủ thương hỏi, các ngươi vì lẽ gì đang lành lặn mà lại bị thương như vậy? Một tên thị vệ đáp thưa phó tổng quản đại nhân sáng nay bọn tiểu nhân năm người rèn luyện võ nghệ rồi ra tay nặng quá, tỷ đấu đến nỗi bị thương. Vì tiểu bảo làm bộ mắng nhiếc còn bà nó, giữa anh em trong nhà luyện võ mà nặng tay đả thương đến như thế ư. Sao các ngươi không đánh chết nhau đi? Năm tên thị vệ đồng thanh đáp giả giả, từ nay trở đi bọn tiểu nhân xin thận trọng. Vì tiểu bảo nói ta sẽ trích ngân khoản cho mỗi tên bị thương ba chục lạng bạc để chữa thuốc. Năm tên thị vệ vội khom lưng tạ ơn vì tiểu bảo còn thoá mà một câu tổ bà nó già nương các ngươi nuôi dưỡng lớn người như vậy cũng uổng mà thôi các ngươi muốn giữ nguyên vẹn cái miệng để ăn cơm thì coi chừng cái mõm chó đừng sủa bậy nếu các ngươi sợ lúc ngủ mơ nói quàng thì cắt vứt cây lưỡi đi cho rồi các ngươi bây giờ báo danh cho lão gia nghe bọn thị vệ công nữ thái giám đều nói họ tên cho gã biết vì tiểu bảo lại hỏi được rồi câu chuyện bịt mắt bắt dê nữa nay hễ lão gia mà nghe thấy một chút phong thanh thì bất chấp tên nào hớt lẻo ta cũng chém hết cả 35 đứa. Các người có chịu không? Mọi người đều hiểu rằng vừa rồi đã nhìn thấy quái sự là khó lòng bảo tồn được tính mạng, vì Đức Hoàng Thượng sẽ giết hết để bịt miệng. Chúng tự nhủ đây là Quế Công Công làm như vậy để cứu sống cho mình. Y thật là khoan nhân đại đổ, trong lòng cảm động, chúng quỳ mọp cả xuống đồng thanh nói, bọn tiểu nhân đa tạ ơn lớn của công công đã thương tình mà cứu mạng cho. Vì tiểu bảo xua tay đáp, sao các ngươi lại tạ ơn ta? Nếu có ơn đức thì là của hoàng thượng ban cho chứ không phải ta. Gã nói rồi trở về cửa tầm điện, ngồi xuống thềm đá yên lặng chờ đợi. Sau quá nửa giờ, gã mới nghe nhà vua cất tiếng hô, tiểu quế tử vào đây. Vì tiểu bảo lật đật tiến vào tầm điện thấy thái hậu cùng hoàng thượng sóng vai ngồi trên giường hai người nắm tay nhau và cặp mắt hãy còn ngấn lệ. Gã vội cúi xuống dập đầu hô, Thái hậu vạn thọ, Thánh thượng muôn năm, gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Vừa rồi Thánh thượng cùng kiến ninh công chúa chơi trò bịt mắt bắt dê, bên ngoài có 35 tên nô tài trông thấy. Nếu như một tên nào mồm miệng bếp xếp nói hở ra ngoài là nô tài lập tức đem tận số xử tử, không bỏ sót một mống. Bọn chúng nghe nô tài tuyên bố như vậy đã sợ vỡ mật, chắc không tên nào dám hở môi. Vua Khang Hy gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vì tiểu bảo lại tông nếu thánh thượng muốn hạ sát bọn chúng ngay để khỏi mối lo âu thì nô tài xin lập tức tuân chỉ thi hành. Vua Khang Hy nghe tiểu bảo nói vậy còn đang trần trừ thì Thái Hậu lên tiếng, bữa nay mẫu tử trùng phùng là một đại hỷ sự, không nên có chuyện giết người. Vua Khang Hy tông, dạ, xin tuân lời mẫu hậu, chúng ta sẽ làm nhiều Phật sự, cảm tạ Đức Thượng Đế cùng Đức Bồ Tát đã phù hộ cho. Thái hậu chú ý nhìn vi tiểu bảo nói, ngươi còn nhỏ tuổi mà đã lập được rất nhiều công trạng. Thật là hiếm có, vi tiểu bảo tông, đây là hồng phúc của thái hậu cùng hoàng thượng. Nô tài hận mình không làm hết phận sự kẻ tôi chung để khám phá ra gia gian mưu của chúng sớm hơn, khiến thái hậu phải cực khổ bấy nhiêu năm. Thái hậu nghe nói lòng như xe lại, hai hàng châu lệ trào ra. Bà nhìn nhà vua nói, Hoàng Nhi nên phong thưởng xứng đáng cho thằng nhỏ này. Vua Khang hi Tông, dạ dạ rồi ngài bảo vi tiểu bảo chức quan của ngươi khá lớn rồi bữa nay trẫm phong tước cho nhà đại thanh ta phân tước ra làm năm bậc công hầu bá tử nam trẫm phong ngươi đệ nhất đẳng tử tước vi tiểu bảo dập đầu tạ ơn miệng hô đa tạ hồng ân của thái hậu đa tạ lòng yêu ái của thánh hoàng nhưng gã nghĩ thầm trong bụng tước tử hay tước gì gì đối với ta đều vô dụng gã thấy nhà vua vẫy tay liền khép nép lui ra gã tính thầm trong bụng, mụ điếm giả trốn ra khỏi hoàng cung mà tên gian phu của mụ võ công rất ghê gớm, biết đâu hắn không trở lại báo thù. Gã liền đi tìm Đa Long để báo tin và dặn lão phân phái thị vệ phòng gian bảo mật cho hoàng thượng cùng thái hậu đặng ngăn ngừa địch nhân vào cung hành thích. Rồi gã tự nhủ, nếu mụ điếm giả về đảo thần Long báo cáo với hồng giáo chủ thì e rằng bất lợi cho ta. Vậy ta phải hạ thủ trước là hơn bây giờ ta lấy hết những địa đồ trong kinh sách ra rồi đưa kinh đến đảo Thần Long cho giáo chủ, tất lão sẽ gửi thuốc giải cho ta. Còn lão không tìm thấy địa đồ lại là chuyện khác, chẳng liên can gì đến ta. Quyết định chủ ý rồi, vì tiểu bảo ra khỏi cung từ Ninh đi hội kiến với bọn mã ngạn siêu, tiểu lão bàn. Quần hùng trong thiên địa hội thấy gã đến đều mừng rỡ, mở tiệc khoản đãi. Chiều hôm ấy, vì tiểu bảo kéo mã ngạn siêu ra một chỗ nói, mã đại ca nhờ đại ca kiếm dùng cho tại hạ một cái búa một câu thiết trùy và một lưỡi đục mã ngạn siêu vâng lời đi lấy ngay cho vi tiểu bảo vi tiểu bảo lại sai mã ngạn siêu đem những thứ đó vào trong căn nhà tường đất có đặt cỗ quan tài ở ngoài vườn gã nói tại hạ muốn mở cỗ quan tài đặt mấy thứ vào mã ngạn siêu dạ một tiếng trong lòng hắn lấy làm kỳ nhưng không thấy hương chủ nói ra hắn cũng không dám hỏi vặn vì tiểu bảo biết ý liền giải thích đêm hôm kia người chết ở đây báo mộng cho tại hạ là cần mấy thứ này. Tại hạ nghĩ tình quyến cố cần phải cúng đường cho hồn. Mã ngạn siêu càng lấy làm kỳ, đành vâng dạ làm theo. Vì tiểu bảo lại dặn mã đại ca gác cửa dùng cho, bất luận ai đến cũng không được vào. Vì tiểu bảo dặn xong mở cửa lẻn vào cài then lại. Gã thấy trên mặt quan tài đầy bụi bặm, đúng là không ai đụng đến gã liền thò lưỡi đục lấy búa đóng để cậy nắp quan tài mở lên gã thò tay vào trong lấy sáu bộ tứ thập nhị trương kinh gói bằng giấy dầu ra rồi toan đậy nắp quan tài lại như cũ thì bất thình lình nghe tiếng mã ngạn siêu quát hỏi ai đó tiếp theo có người quát hỏi lại trần cận nam ở đâu vì tiểu bảo giật mình kinh hãi lẩm bẩm không hiểu ai hỏi sư phụ mình có điều gã phảng phất nghe thấy khẩu âm quen quen Mã ngạn siêu lại lớn tiếng hỏi, các hạ là ai? Một người khác cất tiếng lạnh lùng nói, bất luận y ẩn nấp ở đâu cũng phải lôi ra. Thanh âm người này vì tiểu bảo nghe rất quen tai. Gã biết ngay là chỉnh khắc sảng. Trong lòng cực kỳ kinh hãi, gã tự hỏi, sao thằng lòi thối tha này lại tới đây? Rồi gã nghĩ ngay đến người nói trước đúng là nhất kiếm vô huyết phùng tích phạm. Lại nghe khi giới đụng nhau bật lên hai tiếng choang choàng. Tiếp theo là tiếng rú của mã ngạn siêu rồi y té huỳnh xuống đất. Lúc này vì tiểu bảo càng kinh hãi hơn, gã không kịp nghĩ gì nữa chuồn ngay vào trong quan tài. Lại nghe trịnh khắc sảng nói nhất định tên phản tặc đó ẩn trong nhà này. Vì tiểu bảo siết bao nỗi kinh hoàng, kéo nắp quan tài đậy lại. Bỗng nghe đánh sầm một tiếng, cánh cửa đã bị đá gãy, trịnh khắc sảng và phùng tích phạm tiến vào trong nhà vì tiểu bảo nằm trong quan tài còn thấy một tia sáng lọt vào biết là mình hoảng hốt chưa đậy nắp quan tài kín hết gã than thầm hỏng bét hỏng bét bọn chúng kiếm sư phụ không thấy lại thấy đồ đệ bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người chậm rãi hỏi công tử muốn kiếm tại hạ ước có chuyện gì vậy đúng là thanh âm của trần cận nam vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm tự nhủ sư phụ ta tới rồi bỗng nghe trịnh khắc sảng hỏi trần vĩnh hoa người có coi ta vào đâu không? Giọng nói đầy vẻ phẫn nộ. Trần Cận Nam nói, sao nhị công tử lại nói vậy? Hôm kia thuộc hạ mới được tin công tử đến Bắc Kinh, liền đi suốt ngày đêm từ Thiên Tân tới đây. Không ngờ nhị công tử đại giá lại đến trước, thuộc hạ không kịp minh tiếp Mong nhị công tử tha tội cho, vì tiểu bảo thấy sư phụ mình nói với trịnh khắc sảng cực kỳ cung kính không khỏi tức mình lầm bầm, nhị công tử thì đã làm cái con chó gì mà hách thế. Trịnh khắc sàng hỏi, phụ vương sai ta đi công cán ở Trung Nguyên, người biết rồi chứ? Trần Cận Nam đáp, dạ, trịnh khắc Sảng hỏi lại, người đã biết mà sao không tùy tùng để bảo vệ? Trần Cận Nam đáp, thuộc hạ phụ trách công việc trọng đại và khẩn cấp, chưa thể phân thân để đi tùy tùng, xin nhị công thử lượng thứ cho. Thuộc hạ lại được biết đã có phùng đại ca theo hầu nhị công tử mà thần công của y đã thành vô địch khiến bọn chuột nhát phải khiếp sợ dĩ nhiên y có thể bảo vệ nhị công tử đặng bình yên vô sự. Trịnh khắc sảng hư một tiếng ra chiều tức giận hỏi, ta đến thiên địa hội mà sao bọn thủ hạ của ngươi như đàn chó đàn hồ mà dám đối đãi vô lễ với ta như vậy? Trần Cận Nam nói, đó chắc là vì bọn chúng chưa nhận biết nhị công tử. Nhất là ở thành Bắc Kinh này, nhóm thiên địa hội của bọn thuộc hạ lại hành động phản nghịch với bọn thát đát, ai nấy đều phải thận mật mà thành ra khiêm lễ với nhị công tử thuộc hạ xin có lời tạ lỗi vì tiểu bảo càng nghe càng tức giận gã tự hỏi tại sao sư phụ ta lại phải kính cẩn thằng lòi thối tha này như vậy lại nghe trịnh khắc sảng hỏi người chối tuột đi như thế là hết thì ra lầm lỗi ở nơi ta chăng trần cận nam đáp không dám trịnh khắc sảng nói đây là chỉ dụ của phụ vương ta người cầm lấy mà coi vì tiểu bảo nghe tiếng tờ giấy động lạt sạt rồi tiếng trần cận nam đáp dạ thuộc hạ đọc xong rồi Trịnh khắc sảng nói, người đọc lại nghe coi. Trần Cận Nam đáp, dạ, trong chỉ dụ của vương gia viết, Diên Bình quận vương nhà Đại Minh ra lệnh, phái trịnh khắc sảng vào công cán ở Trung Nguyên. Huế thấy việc có lợi cho nhà nước là nhất thiết được tùy nghi hành sự. Trịnh khắc sảng hỏi, tùy nghi hành sự là thế nào? Vì tiểu bảo lẩm bẩm tùy y là đừng để thua lễ, khó đếch gì mà phải giải thích. Lão già nhà gã bảo gã Huế có thể chiếm được cái gì là chiếm lấy không nể năng ai cả không ngờ Trần cận Nam lại đáp thế là vương gia chỉ thị cho nhị công tử hễ thấy việc gì có lợi cho quốc gia công tử cứ việc tự quyết định mà làm, bất tất phải trở về xin mệnh lệnh của vương gia nữa. Trịnh Khắc Sảng hỏi người có vâng tướng lệnh của phụ vương ta không? Trần cận Nam đáp dĩ nhiên thuộc hạ phải kính cẩn tuân theo tướng lệnh của vương gia. Trịnh Khắc Sảng nói hay lắm, vậy ngươi tự chặt đi một cánh ta. Trần cận Nam kinh hãi hỏi tại sao vậy? Trịnh khắc sảng lạnh lùng đáp, Ngươi không kính trọng ta, tức là không kính trọng phụ vương, không biết đến bậc trưởng thượng. Hơn nữa, ta coi hành vệ y của ngươi hiển nhiên ra giả bất thần. Hừ, người hết mình bồi dưỡng thế lực ở Trung Nguyên, mở mang thiên địa hội thì còn coi nhà họ trịnh tại đảo Đài Loan vào đâu nữa. Trần Cận Nam run lên đáp, thuộc hạ quyết không có ý như vậy. Trịnh khắc sảng hỏi, quyết không có ý như vậy ư, trong cuộc đại hội ở Hà Gian mới đây quần hào suy tôn ta là minh chủ tỉnh Phúc Kiến, ngươi đã biết chưa? Trần Cận Nam đáp giả, dạ, đó là anh hùng thiên hạ đều kính trọng tất giả trung trinh của vương gia đã hết lòng vì nước. Trịnh Khắc Sàng hỏi, bọn thiên địa hội các ngươi được làm minh chủ ở mấy tỉnh? Trần Cận Nam lẳng lặng nghĩ thầm, té ra y nổi nóng, căm hận thiên địa hội áp đáo y. Trịnh Khắc Sàng không thấy Trần Cận Nam đáp liền hỏi tiếp, thiên địa hội các ngươi làm minh chủ những bốn tỉnh mà ta chỉ có một tỉnh. Nếu đem họ Trịnh so sánh với Thiên Địa hội thì ra nhà ta không vào đâu hay sao? Trần Cận Nam đáp, "Xin nhị công tử Minh xét cho, Thiên Địa hội của bọn thuộc hạ là vâng tướng lệnh của quốc tính gia lập ra, chỉ vì mục đích phản thanh phục Minh diệt trừ thát đát." Vậy Thiên Địa hội và Vương gia vốn là một nhà, làm gì có chuyện riêng tư?" Trịnh khắc sảng cười lạt hỏi, "Bọn Thiên Địa hội chỉ biết có Trần Cận Nam, họ chẳng biết đến Trịnh gia ở Đài Loan là gì?" trường hợp mà thiên địa hội làm nên đại sự diệt xong bọn thát đát thì giang sơn này cũng là của trần cận nam chứ đâu phải của nhà họ trịnh chúng ta trần cận nam đáp nhị công tử nói thế là sai sau khi diệt trừ bọn thát đát chúng ta cùng thờ hật duệ nhà họ chu lên hoàng đế nhà đại minh trịnh khắc sảng hỏi ngươi nói câu này nghe đẹp đẽ lắm nhưng hiện giờ ngươi đã coi họ trịnh ta không vào đâu thì rồi đây ngươi còn biết đến nhà họ chu là gì nữa gã dừng lại một chút rồi tiếp ta bảo ngươi tự chặt tay ngươi không tuân lệnh, mà hiện giờ thế lực của ngươi ở Trung Nguyên rất lớn, vậy ngươi giết quách ta đi. Hồi 135, quan tài còn đó người đâu mất. Trần Cận Nam cất giọng thê thảm nói, nhị công tử bức bách thuộc hạ như vậy, thuộc hạ không thể phân trần được nữa, đành trở về Đài Loan ra mắt vương gia để vương gia phát lạc. Nếu vương gia muốn hạ sát, thuộc hạ cũng không dám chống đối. Trịnh khắc sảng hư một tiếng, không biết nói thế nào. Phùng tích phạm cất giọng lạnh lùng xen vào, tại hạ e rắng Trần Tiên Sinh rời khỏi nơi đây rồi, nếu không đến đầu hàng bọn thắt đát, bán đứng nhị công tử, thì cũng dựng riêng một ngọn cờ, tự lập mình lên làm vua, chứ chẳng chịu trở về Đài Loan. Trần Cận Nam nổi giận đùng đùng quát hỏi, vương gia phái ngươi đến chóc nã ta chăng? Phùng tích phạm đáp, vương gia ban tướng lệnh đặc quỷ nhị công tử tùy nghi hành sự ở Trung Nguyên. Người không nghe mệnh lệnh nhị công tử tức là sinh lòng phản nghịch. Vậy bất cứ ai cũng có quyền giết đi." Trần Cận Nam nói, một mình nhị công tử thì chẳng có chuyện gì, mọi sự đều do ngươi mà ra để mưu đồ ly gián hàng ngũ trung lương. "Ta e rằng quốc tính gia phải bao nhiêu gian khổ đã gây dựng nên cơ sở ở Đài Loan sẽ bị kẻ tiểu nhân gian trá làm cho tan nát. Họ Phùng kia, võ công ngươi dù đã nổi tiếng thiên hạ vô địch, ta cũng không sợ đâu." Phùng Tích Phạm vẫn lạnh lùng lên tiếng, người nói thế thì ra đã công nhiên phản nghịch Diên Bình Vương Phủ rồi còn gì nữa. Trần Cận Nam đáp, Trần Vĩnh Hoa này đã tỏ tất giả son sắt đối với Vương Gia. Người đừng hòng đổ tội phản nghịch lên đầu ta. Trịnh khắc sảng hô lớn, Trần Vĩnh Hoa tạo phản rồi. Bắt lấy hắn cho ta. Phùng Tích Phạm đáp, xin tuân lệnh, mấy tiếng soạt soạt vang lên. Cả ba người cùng rút binh khí ra. Tiếp theo là tiếng khí giới chạm nhau choang choàng cuộc động thủ đã khai diễn, lại nghe Trần Cận Nam lớn tiếng hô, nhị công tử, xin công tử tránh sang một bên, thuộc hạ không dám động thủ với công tử. Trịnh khắc sảng hỏi luôn hai câu, người không động thủ với ta ư, người không động thủ với ta ư, miệng gã hỏi mà tay gã vẫn vung đao chém tới Trần Cận Nam. Vì tiểu bảo trong lòng nóng nảy, khẽ đẩy nắp quan tài cao hơn chút nữa để nhìn ra ngoài thì thấy trịnh khắc sảng và phùng tích phạm hai người hợp sức đánh Trần Cận Nam. Phùng Tích Phạm ra chiêu cực kỳ mau lẻ, Trần Cận Nam không dám đón đỡ mà chỉ né tránh, thành thế chịu đựng chứ không phản kích. Bọn phong tế chung, tiền lão bản đi đâu cả rồi. Sao không một người nào vào cứu viện? Nếu cuộc đấu cứ thế này mà tiếp diễn thì sư phụ ta tất bị chúng hạ sát, không thể thoát được. Bỗng thấy Phùng Tích Phạm phóng kiếm đâm tới, luồng kinh lực rất mãnh liệt. Trần Cận Nam vung kiếm lên gạt, hai thanh kiếm lập tức quấn lấy nhau trịnh khắc sảng liền thừa cơ vung đao chém xéo tới, Trần Cận Nam nghiêng mình tránh khỏi, thanh đơn đao của trịnh khắc sảng biến thế quét ngang, xẹt một tiếng vang lên, lưỡi đao rạch trúng đùi Trần Cận Nam thành một vệt, Trần Cận Nam, ối, lên một tiếng, thanh trường kiếm của ông cũng bị hất ra, phùng tích phạm tiện đà vung kiếm chém xuống trúng vào vai bên hữu Trần Cận Nam, vì tiểu bảo thấy sư phụ máu chảy đầm đìa, chiến đấu một cách cực nhọc dần dần không trông nỗi mà bản lãnh gã lại quá kém cỏi tự biết chẳng thể giúp được gì cho sư phụ gã bồn chồn trong giả chờ đợi người thiên địa hội đến tiếp viện bốn bể yên lặng như tờ trong nhà tiếng khí giới đụng chạm chát chúa mà bên ngoài vẫn bằn bặt như chẳng nghe thấy gì trần cận nam lại rú lên một tiếng cánh tay mặt ông cũng bị trúng kiếm ông cầm kiếm sang tay trái vừa chống đỡ vừa lùi về phía cửa ra vào Phùng tích phạm hiểu ý Trần Cận Nam muốn ra cửa chạy trốn, liền vọt tới cản lối cười lạt hỏi. Tên phản tặc kia, bữa nay ngươi còn hòng thoát thân được chăng? Vì tiểu bảo chỉ mong phùng tích phạm lần đến gần quan tài để gã phóng trùy thủ đâm ra. Bữa trước gã ở trong khách điếm cầm trùy thủ đâm qua vách làn để hạ sát mấy tên đạt ma. Gã coi chiêu, cách bản thích nhân, này là một tuyệt kỹ bình sinh của gã. Nó cao thâm hơn quyền thuật, cách sơn đã nhiêu nhiều. nhiều. Nhưng Phùng Tích Phạm lại mỗi lúc một xa ra thì còn đâm thế nào được? Trịnh Khắc Sảng hô: "Tên phản tặc kia, sao không bỏ kiếm chịu chết đi? Vì tiểu bảo thấy tình thế mỗi lúc một thêm nguy cấp, gã lẩm bẩm: "Bữa nay mà ta không liều mạng cứu sư phụ, thì còn chi là nghĩa khí Giang Hồ?" Gã liền nắm lấy cổ họng giết lên hai tiếng chí chóe. Ba người đang đánh nhau bên ngoài nghe thấy đều giật mình kinh hãi. Trịnh Khắc Sảng hỏi: "Cái gì thế?" Phùng Tích Phạm lắc đầu tay hắn ra chiêu vẫn không chậm lại chút nào, vì tiểu bảo kêu thêm ba tiếng u ớ, trịnh khắc sảng sợ quỷ, người run bần bật. Đột nhiên nắp quan tài mở ra, một đám phân trắng tung bay tới tấp. Ba người lập tức mắt đau như bị kim đâm, miệng ho không ngớt. Nguyên vi tiểu bảo sợ ướt kinh sách, đã lót rất nhiều vôi bột dưới đáy quan tài. Bây giờ gã bốc lấy liệm ra, phùng tích phạm biết rõ không phải là ma cổ liền nhảy vọt về phía quan tài vung kiếm chém xuống lão nhắm mắt phóng kiếm đâm bừa, sột, một tiếng vang lên, mũi kiếm đã cắm vào đáy quan tài. Lão toàn rút kiếm ra đâm nữa thì đột nhiên cảm thấy mé bên phải trước ngực đau nhói lên, biết là mình đã bị ám toán. Lão vội tung mình nhảy lùi lại, sau lưng đập vào vách tự ưng đánh binh một cái, phùng tích phạm võ công tinh thâm không lường, tay trái lão giữ vết thương trước ngực, tay mặt cầm kiếm mua tít. Làn kiếm quang dày đặc tưởng chừng mưa gió cũng không lọt vào được vì tiểu bảo thu mình trong quan tài đâm một nhát trúng đích gã nắm chặt thanh đao trùy thủ nhảy ra ngoài thì thấy phùng tích phạm trần cận nam và trịnh khắc sàng cả ba người đều nhắm chặt hai mắt lại ai nấy đều cầm đao kiếm vung múa loạn lên gã ngó lại phùng tích phạm thấy lão tuy bị trúng một nhát trùy thủ nhưng chưa phải là vết thương chí mạng gã muốn sấn lại gần để bồi thêm một nhát dao nữa nhưng thấy lão đứng gần sư phụ mà cả hai người múa đao kiếm loang loáng nên không dám mạo hiểm tiến vào. Lúc này thời cơ rất cấp bách, vì tiểu bảo nghĩ thầm, lát nữa mà họ lau hết bột dính vào mắt để mở ra coi thấy mọi sự vật thì thật là hỏng bét. Trong lòng rất đỗi hoang mang, gã không biết làm thế nào, liền chụp lấy một nắm vôi bột cầm S 1 phần 2 N trong tay đứng chờ, hễ thấy phùng tích phạm hay trịnh khắc sảng giơ tay lên dụi mắt là liệng tới. Vì tiểu bảo liệng vôi bột mấy lần phùng tích phạm phát giác ra vôi bột từ phương nào ném tới lão liền thi triển thân pháp thiếu một dòng vì tiểu bảo sợ chẳng còn hồn ví nào nữa hốt hoảng ngồi phệt xuống sột một tiếng mũi kiếm lại đâm vào trong quan tài vì tiểu bảo không dám trả đòn gã vừa bỏ vừa lăn ra ngoài cửa phùng tích phạm tiếp tục cầm kiếm đâm chém xuống quan tài lia lịa không ngớt lão yên trí địch nhân vẫn còn ngồi trong đó tai mắt phùng tích phạm vốn cực kỳ linh mẫn mà vi tiểu bảo trốn lánh cực nhọc vất cả như vậy, đáng lý lão phát giác ra lập tức, nhưng vì mắt lão chẳng nhìn thấy gì, trước ngực lại bị chúng đau thương, nên trong lúc nhất thời tâm thần cực kỳ rối loạn. Huống chi Trần Cận Nam cũng vào hàng võ công chắc tuyệt chẳng kém gì lão đang đứng ở bên cạnh, tình thế nguy hiểm vô cùng. Trong lúc hoang mang, lão không nghĩ tới mắt ông hiện giờ cũng chẳng nhìn thấy sự vật lão chỉ mong hạ sát thủ trừ được kẻ ám toán mình là lập tức trốn đi, nên tiểu bảo mới ra thoát. Phùng tích phạm đâm liền mấy nhát, không thấy chúng người liền ra chiêu, thiên nham cạnh tú, thanh kiếm vọt ra những điểm hàn tinh hộ vệ quanh mình. Đồng thời lão lắng tai nghe không thấy tiếng binh khí ở mé tả, liền nhảy sang mé đó. Bỗng thấy đầu vai đụng tường, lão liền đứng tựa lưng vào. Từ thế này khiến cho lão có thể phát huy toàn lực để đối phó với địch nhân trước ngực lão máu tươi vẫn tiếp tục chảy ra không ngớt. Lão hé mặt nhìn thì lập tức lại bị vôi bột liệm vào làm cho lão đau nhức cơ hồ không chịu nổi. Lão còn sợ nhân vụ này mà bị đuôi mù nên không dám mở mắt ra nữa. Phùng tích phạm tựa lưng vào tường nhích đi từng bước một. Lúc này lão không phân biệt được phương hướng, chẳng biết cửa nhà ở chỗ nào. Lão tự nhủ ta cứ tựa lưng vào tường và lê chân đi thế này thì rồi cũng tìm thấy cửa nhà. Hễ ra ngoài được, địa thế rộng rãi là thoát hiểm như chơi. Vì tiểu bảo đứng ở trước cửa thấy phùng tích phạm tiếp tục nhích mình đi liền đoán ra tâm ý của lão. gã định bụng ta chờ hắn khi lần tới cửa sẽ đâm cho một nhát là xong. nhưng rồi gã lại nghĩ thằng cha này võ công ghê gớm vô cùng, dù ta có phóng chủy thủ đâm chúng thì lúc lâm tử hắn vẫn còn có thể xoay tay vung kiếm chém mình. cái mạng nhỏ xíu này cũng không khỏi đi đời nhà ma gã liền khẽ lùa lưỡi chùy thủ vào khe cửa chừng hai tấc đứng chờ. Gã thấy phùng tích phạm nhích dần chỉ còn cách cửa không đầy hai thước, đột nhiên gã la lớn ta ở chỗ, tiếng này, chưa kịp nói ra, phùng tích phạm ra chiêu cực kỳ mau lẻ đã vùng kiếm chém tới. Một tiếng sẹt khẽ vang lên, cẳng tay mặt phùng tích phạm lướt qua lưỡi chùy thủ liền bị đứt thành hai đoạn. Vì tiểu bảo vội ẩn vào bên căn nhà đất, chống ngực đánh thình thịch lại nghe phùng tích phạm gầm thét xông ra ngoài, vì tiểu bảo không dám cản chờ để mặc lão chạy đi. Gã trở về đến cửa nhìn vào thì thấy Trần Cận Nam và Trịnh Khắc Sảng vẫn tiếp tục vung đao mua kiếm. Phùng tích phạm đi rồi, còn lại một mình Trịnh Khắc Sảng, vì tiểu bảo không coi vào đâu. Gã lớn tiếng hô, sư phụ, lão nhất kiếm vô huyết đã bị đệ tử chém cho thành ra đầy mình những máu và chạy trốn rồi. Mời sư phụ ra đây. Trần Cận Nam sừng sốt hỏi, ai đó, vì tiểu bảo đã tiểu quế tử, Trần Cận Nam cả mừng cầm ngang thanh kiếm để trước ngực không múa nữa. Vì tiểu bảo lại cất tiếng hô, Trương Đại ca, Lý Nhị ca, Vương Tam ca, các vị đến cả rồi, hay lắm, hay lắm, thằng lòi thối tha họ trịnh kia vẫn chưa chịu buông khí giới đầu hàng. Các vị xông vào cả đi, băm vằm gã ra, trịnh khắc sảng chẳng còn hồn vía nào nữa gã có biết đâu vi tiểu bảo hô hoán như vậy chỉ là hư trương thanh thế. Gã liền lớn tiếng gọi, sư phụ, sư phụ, gã không nghe thấy tiếng phùng tích phạm trả lời, ngần ngừ một chút rồi liệm thanh đơn đao ở trong tay đi. Vi tiểu bảo quát cùi xuống, trịnh khắc sàng co đầu gối lại quỳ ngay xuống đất, vi tiểu bảo nổi lên chàng cười khanh khách. Gã lượm thanh trường kiếm của phùng tích phạm chỉ vào cổ trịnh khắc sảng, quát đứng dậy, quay về mé hữu bước đi ba bước rồi cúi xuống mà chuồn vào. Vì tiểu bảo hô một câu là trịnh khắc sảng lại run bần bật, y lệnh thi hành. Hắn chui ngay vào trong quan tài, vì tiểu bảo nổi lên chàng cười khanh khách, gã chạy tới lượm lấy bọc kinh sách đeo vào làn vai rồi đậy nắp quan tài lại. Đoạn gã nói, sư phụ, chúng ta hãy đi rửa mắt đã. Gã dắt Trần Cận Nam ra khỏi căn nhà tường đất, mới đi được bảy, tám bước liền ngó thấy mã ngạn siêu nằm lăn ra bên giàn hoa gã giật mình kinh hãi chạy lại đỡ dậy mã ngạn siêu nói xin hương chủ hãy cứu viện tổng đà chúa là việc khẩn yếu còn thuộc hạ chỉ bị thương phong tỏa huyệt đảo chứ không có gì đáng ngại trần cận nam cúi xuống nắn bóp sau lưng y mấy cái để giải khai huyệt đảo mã ngạn siêu được khai thông huyệt đảo rồi ngừng lên nhìn trần cận nam hỏi mắt tổng đà chúa làm sao thế trần cận nam cho mày đáp chúng phải vôi bột liệng vào mã ngạn siêu nói thế thì phải rửa bằng dầu thơm chứ đừng dùng nước y nắm tay trần cận nam dắt đi vì tiểu bảo nói mã đại ca chiếu cố cho ân sư tiểu đệ có chút việc rồi trở lại ngay gã chạy về căn nhà đất cầm búa và lấy bảy tám cái đinh đóng nắp quan tài lại rồi bảo trịnh khắc sang trịnh công tử công tử hãy nằm nghỉ đây mấy bữa thế này là may cho công tử lắm rồi công tử còn thiếu tại hạ một vạn lang bạc món nợ đó tại hạ vui lòng xóa bỏ cho công tử bất tất phải trả nữa gã lại nổi lên chàng cười khoan khoái rồi trở ra đại sành mã ngạn siêu đã lấy dầu thơm rửa mắt cho trần cận nam rồi trần gia đang giải khai huyệt đảo cho bọn tiền lão bản phong tế trung huyền trinh đạo nhân đang nằm ngổn ngang dưới đất nguyên phùng tích phạm đến tập kích một cách đột ngột bản lãnh lão rất tinh thâm lại tấn công bất thình lình khiến mọi người trở tay không kịp bọn phong tế chung lại không ở với nhau một chỗ, khi nghe tiếng hô hoán mới chạy đến ứng chiến, nên lục tục bị phùng tích phạm điểm nguyệt hết. Quần hùng phẫn nộ không biết đến thế nào mà kể, nhưng vì ở trước mặt tổng đà chúa, không ai dám lớn tiếng thoá mà. Lúc vi tiểu bảo dùng ngụy kế chặt đứt tay phùng tích phạm, mã ngạn siêu đã nhìn rõ liền kể lại cho mọi người nghe. Quần hùng sung sướng, lớn tiếng hoan hô ai cũng bảo phùng tích phạm gian ác như vậy mà chỉ bị chặt mất một tay là phúc đức cho lão. Trần Cận Nam cặp mắt sưng vù, không ngớt ứa lệ. Ông cất giọng trịnh trọng nói, tiền huynh đệ, mã huynh đệ, các vị hãy rửa mắt cho nhị công tử và mời y ra đây. Tiền, mã hai người vâng dạ đi ngay, bỗng vì tiểu bảo rú lên một tiếng giả vờ ngã lăn đùng. Hai mắt gã nhắm nghiền, Trần Cận Nam đưa tay trái ra nắm lấy cánh tay gã hỏi, người làm sao thế? ngươi làm sao thế hồi lâu vi tiểu bảo mới u ớ đã đệ tử vừa rồi đệ tử khiếc quá chỉ lo bọn chúng sát hại sư phụ bây giờ chân tay bài hoài không còn chút khí lực nào nữa trần cận nam bồng gã đặt lên ghế và bảo ngươi hãy ngồi nghỉ một lúc nguyên vi tiểu bảo tự biết liệm vôi bột vào mắt người ta là một hành vi đê tiện ngày trước gã đã bị mao thập bát đánh cho một trận như đòn về cử động này gã nghĩ tới sư phụ mình là bậc đại anh hùng đại hào kiệt, danh vọng tôn cao gấp 10 mao thập bát. Nhất định ông không dung tha hành động bỉ ổi, thế nào gã cũng bị trọng trách nên giả vờ ngất xỉu để đón đầu. Gã tưởng làm như vậy là khiến cho sư phụ thương tình không nỡ hạ thù. Hoặc ông có đánh cũng nhẹ đòn thôi. Tiền lão bản và mã ngạn siêu lật đật chạy ra nhà đại sảnh báo cáo. Thưa Tổng Đà Chúa, bọn thuộc hạ tìm không thấy nhị công tử đâu, chắc là y bỏ đi rồi. Trần Cận Nam trao mày hỏi, đi rồi à? không có ở trong quan tài ư, tiền, mã hai người ngơ ngác nhìn nhau, ngập ngừng đáp trong căn nhà tường đất có đặt cỗ quan tài, nhưng chẳng lẽ nhị công tử lại chui vào trong đó. Trần Cận Nam nói, chúng ta hãy đi coi, rồi ông dẫn mọi người vào trong căn nhà tường đất, vì tiểu bảo trong lòng hồi hộp, không biết làm thế nào, đành lẹo đẽo theo sau. Gã vừa thoa bom mông đít, vừa lẩm bẩm đít ơi là đít sư phụ khám phá ra ta nhốt thằng lòi thối tha kia ở trong quan tài thì thế nào lão huynh cũng phải chịu đòn. Lòng ta rất áy náy cho lão huynh, mọi người vào đến căn nhà đất thấy một cánh tay của phùng tích phạm rớt ở bên cửa. Ngoài ra chỉ còn vôi bột lẫn máu tươi đầy mặt đất. Quả nhiên không thấy trịnh khắc sảng đâu, Trần Cận Nam lúc trước đã nghe rõ vì tiểu bảo bức bách trịnh khắc sảng chui vào trong quan tài. Bây giờ ông lại thấy nắp quan tài đậy lại và đóng đinh thật chặt, liền sinh lòng ngờ vực hỏi, tiểu bảo, người giam nhị công tử và quan tài và đóng đinh lại rồi ư. Vì tiểu bảo thấy nét mặt nghiêm khắc của sư phụ, liền cãi, không phải đệ tử, có lẽ y sợ sư phụ hạ sát rồi tự mình đậy nắp quan tài và đóng đinh lại. Trần Cận Nam nghe gã nói vô lý liền ích một phần hai nano gam giọng nói bầy, mau mở ra đi, đừng để y chết ngạt, lẹ lên, lẹ lên. Tiền lão bản và mã ngạn siêu liền lấy đục và bố nảy nắp quan tài lên quan tài vừa mở quả thấy có một người nằm bên trong. Trần Cận Nam hô, nhị công tử, ông đỡ người đó ngồi dậy, mọi người vừa nhìn thấy đều bật tiếng la hoảng, úi trao. Trần Cận Nam buông tay ra lùi lại hai bước, người kia lại té xuống trong quan tài. Quần hùng đồng thanh la hoảng, quan nhị ca đây mà, trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, quần hùng đã nhìn rõ mặt người trong quan tài chính là quan an cơ. Trần Cận Nam lại tiến lại gần và đỡ dậy thì thấy quan an cơ, cặp mắt tròn xoe lồi chô chố, tắt thở chết rồi. Người y hãy còn nóng tỏ ra mới bị uổng mạng, mọi người vừa kinh hãi vừa đau xót, bọng phong tề chung, huyền trinh đạo nhân nhảy ra ngoài tường quan sát nhưng chẳng thấy tung tích địch nhân đâu cả. Trần Cận Nam cởi áo quan an cơ ra coi thì thấy trước ngực y còn in một vết bàn tay đỏ như máu. Ông bật tiếng la thất thanh, thủ phạm là thi lang ông lại lục túi áo quan an cơ quả thấy một mảnh giấy viết mấy chữ, ngu đệ là thi lam bái phòng cố nhân. Trần Cận Nam cả giận không nhịn được, đập tay xuống nắp quan tài đánh binh một tiếng. Những mảnh gỗ gãy ra tung bay tới tấp, miệng ông quát lớn, trần mỗ mà không giết được tên gian tặc này thì thề chẳng làm người nữa. Quần hùng cũng tức giận nói theo, tên gian tặc họ thi đã đầu hàng bọn thát đát, bữa nay hắn lại hạ sát quan nhị ca. Chúng ta thề chẳng đội trời chung với hắn vì tiểu bảo kéo áo mã ngạn siêu hỏi thì làng là người như thế nào mã ngạn siêu đáp tên gian tặc này nguyên trước làm đại tướng ở dưới chướng quốc tính gia rồi bán chúa cầu vinh đến đầu hàng nhà mãn thanh vì tiểu bảo nói té ra là thế nếu vậy trịnh công tử chắc chắn bị hắn bắt đem đi rồi trần cận nam nói đúng hắn chúng ta phải tìm cách nào đi cứu viện ngay mới được vì tiểu bảo nói nhị công tử cũng chẳng phải là hạng người tử tế để bọn chúng dĩ độc công độc, tàn hại lẫn nhau. Trần Cận Nam Quát nói quang, nhị công tử là con cưng của vương gia, nay bị lọt vào tay gian tặc, không đi giải cứu sao được. Mã Ngạn Siêu nói, thưa Tổng Đà Chúa, xin miễn cho thuộc hạ đa ngôn. Nhị công tử nghe lời xúc xiềm của Phùng Tích Phạm mưu đồ ra hại Tổng Đà Chúa mà còn cứu y thì e rằng mối hậu hoạn này ghê gớm vô cùng. Trần Cận Nam thờ giải đáp Mã Huynh Đệ nói đúng đó vừa rồi không nhờ tiểu bảo lanh trí, thiếu một dòng, huyền trinh đạo nhân nói, y võ đoán là thiên địa hội chúng ta không chịu tuân theo hiệu lệnh của Đài Loan. Ở Trung Nguyên mà đã dựng đứng lên như vậy thì khi tới Đài Loan còn làm sao cãi lại với hắn được. Thưa Tổng Đà Chúa, chúng ta chẳng phải là hạng gian thần như tần cối, nhưng cũng chẳng theo gương trung liệt một cách mù quáng như nhạc phi. Tiền lão bản nói theo, Tổng Đà Chúa dốc giả trung thành đem hết tâm lực giúp nhà họ trịnh thế mà giết nữa bị nhị công tử sát hại, mối hận này bất luận trường hợp nào cũng không nuốt trôi được. Trần Cận Nam lại thờ dài đáp bậc đại trưởng phu làm việc cốt sao khỏi hồ với trời đất, không thẹn với lương tâm. Còn ai nói ngả nói nghiên mặc họ, chúng ta một là phải cứu nhị công tử, hai là phải giết thi lang để báo cừu huyết hận cho quan nhị ca. Vậy cần phải nghĩ ngay một kế hoạch hoàn thiện, vì tiểu bảo xen vào việc khẩn yếu trước mắt là chúng ta hãy rời khỏi nơi đây. Trần Cận Nam đáp, phải rồi, trong lúc tâm thần hoảng hốt, ta cơ hồ quên mất điểm này, e rằng Thi Lang chỉ trong nháy mắt sẽ điều động binh mã tới đây bắt người. Quần hào lật đật khoét một cái huyệt trong vườn hoa để mai táng thi hải quan an cơ, nhưng sợ quân thanh quật mã, nên không đắp thành phần mộ. Mọi người xa lệ quỳ lại người đã chết rồi đem thuê đồ vật tùy thân lập tức ra đi may ở chỗ quần hùng trong thiên địa hội lúc đến kinh thành đã thay đổi một chú sở khác và là một nhà thông thường ăn uống cả ở đó vì tiểu bảo rất sợ sư phụ hỏi đến võ công gã liền tìm cơ hội từ biệt để vào cung gã về đến chỗ ở riêng của mình đóng cửa phòng lại mở sáu bộ kinh sách ra quả nhiên bộ nào cũng đóng giấy bìa hai lần bên trong đặt những mảnh da dê mỏng và nhỏ bé gã lấy hết da gói thành một gói cất giấu trong mình rồi khâu lại như trước vì tiểu bảo mới khâu xong hai bộ thì đã thấy một tên tiểu thái giám của vua Khang Hy phái tới tuyên triệu. Gã liền đi theo tiểu thái giám vào thẳng tầm điện của nhà vua. Vua Khang Hy phán, sáng mai sẽ có chỉ của triều đình phái ngươi đưa kiến ninh công chúa đến Vân Nam, để kết hôn cùng tên khốn khiếp con họ ngô. Vì tiểu bảo tông, dạ, có điều đáng tiếc là nô tài chưa được chầu hầu thánh thượng mấy bữa đã phải rời xa. Vua Khang Hy khẽ nói, Thái Hậu đã cho chẫm hay một câu chuyện trọng đại. Chuyến này người đi Vân Nam nhân tiện làm việc đó. Vì tiểu bảo giả lên một tiếng để đáp lại. Nhà vua lại nói, con ác phụ kia giả làm Thái Hậu là vì một âm mưu trọng đại. Ngụ muốn điều tra long mạch nhà chấm ở đâu để phá hoại. Thái Hậu phải ngậm đắng nuốt cay thà chết không chịu nói ra khiến gian kế của ác phụ không thực hành được. Nhờ Hoàng Thiên phù hộ thái hậu được bình yên cho đến ngày nay hoàn toàn trông cậy vào sự nhẫn nhục không chịu cung dưng vụ bí mật này